Sách Samuel quyển 2. Samuel quyển 2 chương 1. Sau khi vua Saul chết, ông David đánh thắng người Amalek trở về và ở lại Siklag 2 ngày. Sang ngày thứ 3, có một người từ trại từ bên vua Saul đến, áo quần xé rách, đầu thì rắc đất. Khi đến gần ông David, anh ta sấp mình xuống đất và sụp lạy. Ông David hỏi anh: "Anh từ đâu đến?" Anh trả lời ông: "Tôi đã chạy thoát từ trại Israel." Ông David nói với anh: "Chuyện gì đã xảy ra? Kể lại cho tôi đi." Anh nói: "Dân đã bỏ chiến trường mà chạy trốn. Nhiều người trong dân tử trận. Cả vua Saul và con vua là ông Jonathan cũng đã chết." Ông hỏi người thanh niên đưa tin cho ông: "Làm sao anh biết được vua Saul và con vua là ông Jonathan đã chết?" Người thanh niên đưa tin cho ông trả lời: "Tình cờ tôi ở trên núi Gilboa và thấy vua Saul đang tựa vào cây giáo của vua, có chiến xa và kỵ binh bám sát vua. Vua quay lại, thấy tôi và gọi tôi. Tôi thưa: Dạ, tôi đây. Vua hỏi tôi: Ngươi là ai? Tôi thưa: Tôi là người Amalek. Vua bảo tôi: Ngươi hãy đứng bên ta và kết liễu đời ta, vì ta bị choáng váng, mặc dầu sinh lực vẫn còn nguyên vẹn nơi ta. Vậy tôi đứng bên vua và kết liễu đời vua, vì biết rằng vua sẽ không sống được sau khi thất trận. Tôi đã lấy huy hiệu trên đầu vua và cái vòng trên cánh tay vua và đem lại đây cho chúa thượng." Ông David nắm lấy áo mình mà xé ra. Tất cả những người ở với ông cũng vậy. Họ cử hành tang lễ, khóc lóc và ăn chay cho đến chiều để tỏ lòng thương tiếc vua Saul và ông Jonathan con vua, thương tiếc dân Đức Chúa và nhà Israel, vì những người này đã ngã gục dưới lưỡi gươm. Ông David hỏi người thanh niên báo tin cho ông: "Ngươi quê ở đâu?" Anh đáp: "Tôi là con một người ngoại kiều Amalek." Ông David nói với anh: "Ngươi không sợ sao mà dám tra tay sát hại người Đức Chúa đã sức dầu tấn phong?" Ông David gọi một trong các đầy tớ và nói: "Lại gần mà giết nó đi." Người này đâm anh ta và anh ta chết. Ông David bảo anh ta: "Máu ngươi đổ xuống đầu ngươi, vì chính miệng ngươi đã cáo tội ngươi, khi ngươi nói: Chính tôi đã kết liễu cuộc đời của người Đức Chúa đã sức dầu tấn phong." Bấy giờ ông David đọc bài văn tế này, khóc vua Saul và ông Jonathan con vua. Ông nói: "Để dạy cho con cái Juda bài cây cung được ghi chép trong sách Người Công Chính." Hỡi Israel, trên các đồi của ngươi, những người con ưu tú đã bỏ mình. Than ôi, anh hùng nay ngã gục. Các người đừng báo tin cho thành Gan, đừng công bố trong các phố phường Ascalon, kẻo con gái người Philistin vui mừng, con gái bọn không cắt bì hơn hả? Hãy núi đồi Gilboa, ước gì trên các ngươi chẳng còn mưa rơi sương đồng, chẳng còn những cánh đồng phì nhiêu, vì tại đó khiên thuận các anh hùng đã bị dứt bỏ, khiên thuận của Saul không được bôi dầu, nhưng giấy máu những người bị đâm dính mỡ các anh hùng, cây cung của Jonathan không lùi lại, thanh gươm của Saul không trở về vô hiệu quả.
Saul và Jonathan. Ôi những con người dễ thương, dễ mến, sống chẳng xa nhau, chết cũng chẳng rời. Nhanh hơn chim bằng, mạnh hơn sư tử. Thiếu nữ Israel ơi, hãy khóc Saul, người đã mặc cho các cô giải điều lộng lẫy, đính trên áo các cô đồ trang sức bằng vàng. Thằng ôi, các anh hùng đã ngã gục giữa lúc giao tranh trên các đồi của ngươi. Jonathan đã bỏ mình. Jonathan, anh hỡi, lòng tôi xé lại vì anh, tôi thương anh biết mấy. Tình anh đối với tôi thật diệu kỳ, hơn cả tình nhi nữ. Thằng ơi, anh hùng nay ngã gục, vũ khí đã tan tành. Samuel quyển 2, chương 2. Sau đó ông David thỉnh ý Đức Chúa: Con có nên đi lên một trong các thành Giu-đa không? Đức Chúa phán với ông: Cứ lên. Ông David nói: Con phải lên đâu? Người phán: Lên Hebron. Ông David lên đó cùng với hai bà vợ, là bà Ahinoam người Jitreel và bà Avigajin vợ ông Navan người Carmen. Còn những người đi theo ông David cũng đưa họ lên, mỗi người cùng với gia đình mình. Và họ ở các thành vùng Hebron, người Juda kéo đến, và tại đó họ sức dầu tấn phong ông David làm vua nhà Juda. Người ta báo tin cho vua David rằng: Người Javed miền Galaad đã chôn cất vua Saul. Vua David sai sứ giả đến với người Javed miền Galaad và nói với họ: Xin Đức Chúa chúc phúc cho anh em, vì anh em đã làm việc nghĩa ấy với chúa thượng của anh em là vua Saul và đã chôn cất vua. Giờ đây, xin Đức Chúa lấy tình thương và lòng thành tín mà đối xử với anh em, cả tôi nữa. Tôi cũng sẽ lấy lòng tốt như vậy mà đối xử với anh em, vì anh em đã làm điều ấy. Giờ đây, anh em hãy mạnh bạo lên, hãy tỏ ra là những người can đảm, vì chúa thượng của anh em là vua Saul đã chết. Còn tôi thì nhà Juda đã sức dầu tấn phong làm vua của họ. Ông Abne là con ông Ne và là tướng chỉ huy quân đội vua Saul, đã rước ông Is-bô-sét con vua Saul đưa sang Ma-kha-na-jim và tôn làm vua miền Galaad, dân Ashuri, miền Jitreel, Ephraim, Benjamin và toàn thể Israel. Ông Is-bô-sét con vua Saul được 40 tuổi khi lên làm vua Israel và trị vì 2 năm. Chỉ có nhà Juda theo vua David. Thời gian vua David làm vua tại Hebron cai trị nhà Juda là 7 năm 6 tháng. Ông Abne con ông Ne cùng bề tôi vua Is-bô-sét con vua Saul ra quân từ Ma-kha-na-jim tiến về phía Gib-ôn. Ông Joab con bà Seruja cùng bề tôi vua David ra quân từ Hebron và gặp họ gần hồ Gib-ôn. Một phe đóng ở bên này hồ, một phe đóng ở bên kia. Ông Abne nói với ông Joab: Các trai tráng, hãy đứng dậy và đấu trước mặt chúng ta. Ông Joab nói: Họ hãy đứng dậy,
họ đứng lên và đi qua cho người ta đếm. 12 người Benjamin thuộc phía vua Ít-bô-sét, con vua Sa-un. 12 người trong số bề tôi vua David. Mỗi người túm lấy đầu đối thủ của mình và lấy gươm đâm vào sườn đối thủ, khiến họ đều cùng ngã gục. Người ta gọi nơi ấy là Thửa Đất Đá Tảng. Thửa đất ấy ở Gip-ôn. Ngày hôm ấy, cuộc giao tranh diễn ra rất ác liệt. Ông Abner và người Israel bị bề tôi vua David đánh bại. Ở đó có ba con trai bà Seruja là ông Joab, ông Avishai và ông Asahel. Ông Asahel có đôi chân lanh lẹ như sơn dương ngoài đồng. Ông Asahel đuổi theo ông Abner, chạy sau ông ấy, không trạch bên phải bên trái. Ông Abner ngoái lại và hỏi: "Có phải mày đó không, Asahel?" Ông này trả lời: "Tao đi." Ông Abner bảo ông ấy: "Mày hãy đi chệch sang bên phải hay bên trái, túm lấy một đứa trong các đầy tớ kia và lột lấy áo của nó." Nhưng ông Asahel không chịu ngưng đuổi theo ông ấy. Ông Abner lại bảo ông Asahel lần nữa rằng: "Mày hãy ngưng đuổi theo tao. Mày muốn tao quật mày xuống đất sao? Tao sẽ còn mặt mũi nào mà nhìn xô áp anh mày được?" Nhưng ông Asahel từ chối không chịu ngưng, nên ông Abner lấy giáo đâm ngược vào bụng ông ấy, và giáo xuyên qua lưng. Ông ngã xuống đó và chết ngay tại chỗ. Mọi kẻ đến chỗ ông Asahel ngã xuống chết thì dừng lại. Ông Joab và ông Avishai đuổi theo ông Abner. Khi mặt trời lặn, họ tới đồi Amma ở phía đông Ghi-ác, trên đường đi sa mạc Gip-ôn. Con cái Benjamin tập hợp lại sau lưng ông Abner. Họ làm thành một khối và đóng trên một đỉnh đồi. Ông Abner gọi ông Joab và nói: "Chẳng lẽ cứ để gươm chém giết mãi sao? Ông không biết rằng rốt cuộc chỉ là cay với đắng ư? Đến bao giờ ông mới bảo quân binh thôi không đuổi theo anh em của họ nữa?" Ông Joab nói: "Có Thiên Chúa hằng sống, ông mà không nói thì mãi đến sáng quân binh mới thôi không đuổi theo anh em của họ." Ông Joab cho thổi tù và tất cả quân binh dừng lại, không đuổi theo Israel nữa, và họ không còn tiếp tục giao chiến. Ông Abner và người của ông đi trong vùng Arava suốt đêm ấy. Họ sang sông Jordan, đi xuyên qua cả vùng Bitron và tới Mahanajim. Ông Joab thôi không đuổi theo ông Abner. Ông tập hợp toàn thể quân binh lại. Trong số bề tôi vua David thiếu 19 người và ông Asahel. Bề tôi vua David đã hạ được 360 người trong số người Benjamin và người của ông Abner. Và những người này đã chết. Người ta mang ông Asahel đi và chôn cất ông trong mộ của cha ông tại Bethlehem. Ông Joab và người của ông đi suốt đêm, và khi trời sáng thì đến Hebron. Samuel quyển 2 chương 3. Chiến tranh kéo dài giữa nhà Saul và nhà David. Vua David ngày càng mạnh thêm, còn nhà Saul thì ngày càng yếu đi. Tại Hebron, vua David đã sinh được những người con trai. Con đầu lòng là Amnon, do bà Ahinoam người Jitreel. Người thứ hai là Kilab, do bà Avigajin, vợ ông Navan người Carmen. Người thứ ba là Absalom, do bà Maacha, ái nữ của Tanmai, vua Gơ-xua. Người thứ tư là Adonija, do bà Khác-rít. Người thứ năm là Sơ-phát-ra, do bà Avitan. Người thứ sáu là Jit-rơ-am, do bà Ekla, vợ vua David. Đó là những người con trai vua David đã sinh được tại Hebron. Trong khi có chiến tranh giữa nhà Sa-un và nhà David, ông Abner củng cố địa vị trong nhà Sa-un. Vua Sa-un trước kia có người tỳ thiếp
tên là Rít-pa, con gái ông Ai-ra. Vua Ít-bô-sét nói với ông Áp-ne: "Tại sao ông đi lại với tỳ thiếp của cha tôi?" Ông Áp-ne giận lắm vì những lời vua Ít-bô-sét và nói: "Tôi là đầu chó của Su-đa sao? Hôm nay tôi lấy tình nghĩa mà đối xử với nhà của vua Sa-un, cha ngài, với anh em của người và với các bạn của người. Tôi đã không để ngài rơi vào tay David. Thế mà hôm nay ngài lại bắt lỗi tôi về chuyện một người đàn bà. Xin Thiên Chúa phạt Áp-ne thế này và còn thêm thế kia nữa. Nếu tôi không làm cho David điều Đức Chúa đã thề với ông ấy là cất vương quyền khỏi nhà Sa-un và thiết lập ngai vàng của David trên Israel và trên Juda từ Đan đến Bơ-e-sê-va." Vua Ít-bô-sét không thể đáp lại ông Áp-ne một lời vì vua sợ ông. Ông Áp-ne sai sứ giả thay mặt mình đến nói với vua David: "Đất này thuộc về ai?" Ông nói: "Ngài hãy lập giao ước với tôi. Tôi sẽ giúp ngài một tay để làm cho toàn thể Israel quay về với ngài." Vua đáp: "Tốt, tôi sẽ lập giao ước với ông. Tôi chỉ xin ông một điều: ông sẽ không được ra mắt tôi nếu ông không đem đến cho tôi bà Michal, con gái vua Sa-un, khi ông đến ra mắt tôi." Vua David sai sứ giả đến nói với vua Ít-bô-sét, con vua Sa-un: "Hãy trả lại tôi vợ tôi là Michal, người tôi đã nộp 130 đầu người Phi-li-tin để cưới." Vua Ít-bô-sét sai người đến nhà chồng bà là ông Pan-ti-ên, con ông La-jít, để đem bà về. Chồng bà đi với bà, ông vừa đi theo vừa khóc, cho đến Ba-khu-rim. Ông Áp-ne bảo ông ấy: "Thôi, về đi." Ông ấy trở về. Ông Áp-ne ngỏ lời với các kỳ mục Israel: "Đã từ lâu anh em ao ước được ông David làm vua. Vậy bây giờ anh em hãy hành động, vì Đức Chúa đã phán về ông David rằng: chính nhờ tay David, tội tớ ta, mà ta sẽ cứu Israel, dân ta, khỏi tay người Phi-li-tin và khỏi tay mọi kẻ thù của nó." Ông Áp-ne cũng đã nói cho người Benjamin nghe. Rồi ông Áp-ne đi Hebron, nói cho vua David nghe tất cả những gì Israel và toàn thể nhà Benjamin coi là tốt. Ông Áp-ne đến với vua David tại Hebron. Có 20 người cùng đi với ông. Vua David làm tiệc đãi ông Áp-ne và những người cùng đi với ông. Ông Áp-ne nói với ông David: "Tôi sẽ lên đường đi tập hợp toàn thể Israel về cho đức vua là chúa thượng tôi. Họ sẽ lập giao ước với ngài, và ngài sẽ làm vua cai trị mọi nơi lòng ngài ao ước." Vua David cho ông Áp-ne về, và ông ra đi bình an. Trong khi đó, các bề tôi vua David cùng với ông Joab đi hành quân trở về, đem theo chiến lợi phẩm rất lớn. Ông Áp-ne không còn ở với vua David tại Hebron, vì vua đã cho ông về, và ông đã ra đi bình an. Khi ông Joab và toàn thể quân đội cùng đi với ông trở về, người ta báo tin cho ông Joab rằng: "Ông Áp-ne, con ông Ne, đã đến gặp nhà vua. Nhà vua đã cho ông ấy về và ông đã ra đi bình an." Ông Joab đến gặp vua và nói: "Ngài đã làm gì thế? Kìa, Áp-ne đã đến gặp ngài. Tại sao ngài cho nó về và nó đã ra đi như vậy? Ngài thừa biết Áp-ne còn ông Ne, nó đến chính là để lừa dối ngài, để biết đường đi nước bước của ngài và để biết tất cả những gì ngài làm." Ở nhà vua David ra, ông Joab sai người chạy theo ông Áp-ne tới bể nước Sira.
họ mời ông trở lại. Nhưng vua David không biết gì. Khi ông Abner về đến Hebron, ông Joab kéo riêng ông vào phía trong cửa thành, như để nói chuyện thân mật với ông. Tại đó ông Joab đâm vào bụng ông ấy, và ông ấy đã chết để trả nợ máu ông Asahel, em ông Joab. Sau đó vua David nghe biết sự việc, thì nói: Ta và vương quốc của ta mãi mãi vô can trước mặt Đức Chúa về máu ông Abner, con ông Ne. Ước gì máu đó đổ xuống đầu Joab và xuống toàn thể nhà cha nó. Ước gì trong nhà Joab không bao giờ hết người mắc bệnh lậu hay bệnh phong. Người chỉ biết cầm con suốt, người ngã gục dưới lưỡi gươm, hay người thiếu bánh ăn. Ông Joab và ông Avishai anh ông đã giết ông Abner, bởi vì ông này đã giết ông Asahel em của họ trong trận Gibeon. Vua David nói với ông Joab và toàn thể quân binh theo ông: Hãy xé áo mình ra, quần áo giải thô, và cử hành tang lễ cho ông Abner. Vua David theo sau đòn cáng. Người ta chôn cất ông Abner tại Hebron. Vua òa lên khóc bên mộ ông Abner, và toàn dân cũng khóc. Vua làm bài văn tế khóc ông Abner. Vua nói: Ha Abner, lại phải chết cái chết của một thằng ngu. Hỡi ông, tay ông không bị trói, chân ông chẳng bị xiềng như người ta ngã gục trước những quân gian ác. Ông đã phải ngã gục. Toàn dân lại khóc ông. Toàn dân đến ép vua David ăn đôi chút khi còn ban ngày. Nhưng vua David thề rằng: Xin Thiên Chúa phạt tôi thế này và còn thêm thế kia nữa. Nếu tôi ném bánh hay bất cứ cái gì trước khi mặt trời lặn. Toàn dân ghi nhận điều đó và tán thành, như toàn dân vẫn tán thành mọi điều vua làm. Hôm ấy toàn dân và toàn thể Israel biết rằng không phải do lệnh vua mà ông Abner, con ông Ne, đã bị giết. Vua nói với triều thần: Các ngươi không biết rằng hôm nay một vị tướng, một vĩ nhân đã ngã gục tại Israel sao? Phần ta hôm nay, ta còn yếu thế, tuy đã được sức dầu phong dương, nhưng những người này là các con bà Sơ-ru-gia thì cứng cỏi hơn ta. Xin Đức Chúa đáp trả kẻ làm điều ác xứng với lòng độc ác của nó. Samuel quyển 2 chương 4. Khi người con vua Sa-un nghe tin ông Abner đã chết tại Hebron, thì tay chân rụng rời. Toàn thể Israel cũng kinh hoàng. Người con vua Sa-un có hai tướng cướp, một thằng tên là Ba-ana, một thằng tên là Rê-kháp. Chúng là con ông Rimmon, người thành Bơ-ê-rốt, và thuộc chi tộc Benjamin. Vì cả Bơ-ê-rốt cũng được kể như thuộc Benjamin. Người Bơ-ê-rốt đã trốn đến Gittajim và là ngoại kiều ở đó cho đến ngày nay. Ông Jonathan con vua Sa-un có một con trai bại hai chân. Nó được 5 tuổi khi người ta từ Jitreel đến báo tin về vua Sa-un và ông Jonathan. Vú nuôi mang nó đi trốn, nhưng trong lúc chị hoàng hốt chạy trốn, nó ngã và bị què. Nó tên là Mephibosheth. Các con ông Rimmon người Bơ-ê-rốt là Rê-kháp và Ba-ana đã lên đường và đã đến nhà vua Ít-bô-sét vào lúc nóng nực nhất trong ngày. Vua đang nằm ngủ trưa. Chúng vào tận trong nhà như để xúc lúa mì, đâm vào bụng vua, rồi Rê-kháp và Ba-ana anh nó trốn thoát.
Khi chúng vào nhà thì vua đang nằm trên giường tại phòng ngủ. Chúng đâm chết vua rồi chặt đầu. Rồi chúng mang đầu vua và đi theo đường Arava suốt đêm. Chúng đem đầu vua Ít-bô-sét đến cho vua David tại Khép-rôn và nói với vua: "Đây là đầu của Ít-bô-sét, con vua Sa-un, kẻ thù của ngài. Ngươi đã tìm hại mạng sống ngài. Hôm nay Đức Chúa đã cho Đức Vua là Chúa Thượng Tôi trả thù vua Sa-un và dòng dõi vua ấy." Vua David trả lời Rê-kháp và Ba-a-na anh nó, là những người con ông Rimmon người Bơ-ê-rốt. Vua nói: "Có Đức Chúa hằng sống, Đấng đã giải thoát ta khỏi mọi cảnh ngặt nghèo. Kẻ đưa tin cho ta rằng vua Sa-un đã chết và coi mình là người đưa tin mừng, thì ta đã túm lấy và giết đi ở Xích-lắc để thưởng công nó đã đem tin mừng. Phương chi khi những kẻ ác ôn đã giết một người công chính trong nhà người ấy, trên giường người ấy, há bây giờ ta lại không hỏi tội các ngươi về máu tai các ngươi đã đổ ra và không khử trừ các ngươi khỏi mặt đất sao?" Vua David ra lệnh cho đầy tớ. Họ giết chúng, chặt tay chặt chân, rồi treo gần hồ Khép-rôn. Còn đầu vua Ít-bô-sét thì họ đem đi và chôn trong mộ ông Áp-ne tại Khép-rôn. Samuel quyển 2 chương 5. Toàn thể các chi tộc Israel đến gặp vua David tại Khép-rôn và thưa: "Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài. Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Israel. Đức Chúa đã phán với ngài: chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân ta. Chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Israel." Toàn thể kỳ mục Israel đến gặp vua tại Khép-rôn. Vua David lập giao ước với họ tại Khép-rôn trước nhan Đức Chúa. Rồi họ sức dầu tấn phong David làm vua Israel. Vua David được 30 tuổi khi lên làm vua và trị vì 40 năm. Tại Khép-rôn, vua trị vì Juda 7 năm 6 tháng. Tại Jerusalem, vua trị vì toàn thể Israel và Juda 33 năm. Vua và người của vua tiến về Jerusalem, đánh người Jevut là dân bản xứ. Chúng nói với vua David: "Ông sẽ không vào đây được, vì người mù người què sẽ đẩy lui ông." Nghĩa là ông David sẽ không vào đây được. Vua David đã chiếm được đồn lũy Sion, đó là thành vua David. Ngày hôm đó, vua David nói: "Mọi kẻ muốn đánh người Jevut thì hãy qua đường hầm mà tấn công người mù, người què, những kẻ mà lòng vua David ghét." Vì thế có câu: "Người mù, người què sẽ không được vào đền." Vua David đóng tại đồn lũy và gọi đó là thành vua David. Rồi vua David xây chung quanh từ nền Milo vào phía trong. Vua David ngày càng mạnh thế, và Đức Chúa Thiên Chúa các đạo binh ở với vua. Ông Khi-ram vua thành Tia sai sứ giả đến với vua David, đem theo gỗ bá hương, thợ mộc, thợ đẽo đá xây, và họ đã xây nhà cho vua David. Vua David biết rằng Đức Chúa đã đặt mình làm vua cai trị Israel, và vì dân người là Israel, người đã làm cho vương quyền của vua được vinh hiển. Sau khi từ Khép-rôn tới, vua David lấy thêm tỳ thiếp và vợ ở Jerusalem, và vua David sinh thêm con trai con gái. Đây là tên những người vua sinh được tại Jerusalem: Samua, Sovab, Nathan, Salomon, Jibkha, Elishua, Nephet, Raphia, Elishama, Enjada và Eliphelet.
Khi quân Philistine nghe biết là người ta đã sức dầu tấn phong vua David làm vua Israel, thì toàn thể quân Philistine lên tìm bắt vua David. Vua David nghe tin liền xuống nơi ẩn náu. Quân Philistine đến và tràn vào thung lũng người Rapha. Vua David thỉnh ý Đức Chúa: "Con có nên tiến đánh quân Philistine không? Ngài có trao chúng vào tay con không?" Đức Chúa trả lời vua David: "Cứ lên, vì chắc chắn ta sẽ trao quân Philistine vào tay ngươi." Vua David đến Baal Perasim và vua David đánh bại chúng ở đó. Vua nói: "Đức Chúa đã chọc thủng quân thù trước mặt tôi, như chỗ bị nước chọc thủng." Vì thế người ta đặt tên cho nơi ấy là Baal Perasim. Chúng đã bỏ lại đó các tượng thần của chúng. Và vua David và người của vua đã mang đi. Một lần nữa, quân Philistine lại lên và tràn vào thung lũng người Rapha. Vua David thỉnh ý Đức Chúa, người phán: "Đừng lên, nhưng hãy đi vòng, đánh tập hợp và tấn công chúng từ phía lùm cây sếu. Khi nào ngươi nghe tiếng chân bước trên ngọn các cây sếu, bấy giờ ngươi hãy mau mau tấn công, vì bấy giờ Đức Chúa sẽ ra trận trước mặt ngươi để đánh quân đội Philistine." Vua David làm như Đức Chúa đã truyền cho vua, và vua đã đánh bại người Philistine từ Geva cho đến lối vào Geze. Samuel quyển 2, chương 6. Vua David lại quy tụ toàn thể tinh binh Israel 30.000 người. Từ Ba-a-lê Juda, vua David lên đường và cùng đi với toàn dân đang ở với vua để đưa hòm bia Thiên Chúa từ đó lên. Hòm bia mang danh Đức Chúa các đạo binh, đấng ngự trên các Kerubim. Người ta đặt hòm bia Thiên Chúa lên một cỗ xe mới và mang đi từ nhà ông Avinadab ở trên đồi. Các con ông Avinadab là Út-gia và Ác-rô điều khiển cỗ xe mới. Họ đưa xe đi từ nhà ông Avinadab ở trên đồi. Trên xe có hòm bia Thiên Chúa, còn ông Ác-rô đi trước hòm bia. Vua David và toàn thể nhà Israel vui đùa trước nhan Đức Chúa với mọi thứ nhạc cụ bằng gỗ trắc bá, với đàn cầm đàn sắt, trống con, chũng chọe, thanh la. Khi đoàn người tới sân lúa Na-khôn, bò bỗng trượt chân, ông Út-gia liền giơ tay ra đỡ lấy hòm bia Thiên Chúa. Vì lầm lỗi đó, Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với ông Út-gia và Thiên Chúa đánh phạt ông tại chỗ. Ông chết tại đó bên hòm bia Thiên Chúa. Vua David buồn bực vì Đức Chúa đã đột phá hại ông Út-gia. Người ta gọi nơi ấy là Peret Út-gia cho đến ngày nay. Ngày hôm đó, vua David sợ Đức Chúa. Ông nói: "Hòm bia Đức Chúa đến với tôi thế nào được?" Vua David không muốn đưa hòm bia Đức Chúa về với mình trong thành vua David, nên cho chuyển hướng sang nhà ông Ovet-Edom, người thành Gát. Hòm bia Đức Chúa ở nhà ông Ovet-Edom, người thành Gát, 3 tháng. Và Đức Chúa giáng phúc cho ông Ovet-Edom cùng cả nhà ông. Người ta báo tin cho vua David rằng: "Vì hòm bia Thiên Chúa, Đức Chúa đã giáng phúc cho nhà ông Ovet-Edom cùng tất cả những gì thuộc về ông." Vua David liền đi và rước hòm bia Thiên Chúa từ nhà ông Ovet-Edom lên thành vua David trong niềm hân hoan. Khi những người khiêng hòm bia của Đức Chúa đi được 6 bước, thì vua sát tế một con bò và một con bê béo. Vua David quấn ê-phốt vải gai, nhảy múa hết sức mình trước nhan Đức Chúa. Vua David và toàn thể nhà Israel rước hòm bia Đức Chúa lên giữa tiếng hò reo với tiếng tù và. Khi hòm bia Đức Chúa vào thành vua David, bà Mi-khan, con gái vua Sa-un, từ cửa sổ nhìn xuống thấy vua David nhảy múa quay cuồng trước nhan Đức Chúa,
thì sinh lòng khinh rẻ. Người ta đưa hòm bia Đức Chúa đặt vào chỗ đã dọn giữa lều vua David đã dựng sẵn. Vua David dâng lên trước nhan Đức Chúa những lễ tuần thiêu và những lễ kỳ an. Khi đã hoàn tất việc dâng các lễ tuần thiêu và lễ kỳ an, vua David nhân danh Đức Chúa các đạo binh chúc phúc cho dân. Rồi vua phân phát cho toàn dân, cho tất cả đám đông Israel, đàn ông cũng như đàn bà, mỗi người một cái bánh ngọt, một phần thịt và một cái bánh nho. Rồi toàn dân ai nấy về nhà mình. Khi vua David trở về để chúc phúc cho nhà mình, bà Michal, con gái vua Saul, ra đón vua và nói: Vua Israel hôm nay thật là danh giá. Khi để hở hang trước mắt các nữ tỳ của tôi tớ mình, hở hang chẳng khác gì một đứa vô danh tiểu tốt. Vua David nói với bà Michal: Trước nhan Đức Chúa, đấng đã chọn tôi thay vì thân phụ bà và cả nhà thân phụ bà, để đặt tôi làm người lãnh đạo dân Đức Chúa là Israel. Trước nhan Đức Chúa, tôi sẽ vui đùa. Tôi sẽ còn hạ mình hơn thế nữa. Tôi sẽ coi mình là thấp hèn. Nhưng đối với các nữ tỳ mà bà nói, đối với chúng, tôi sẽ được danh giá. Và bà Michal, con gái vua Saul, không có con cho đến ngày chết. Samuel quyển 2, chương 7. Khi vua được yên cửa yên nhà, và Đức Chúa đã cho vua được thành thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, thì vua nói với ngôn sứ Na-than: Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải. Ông Na-than thưa với vua: Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài cứ đi mà thực hiện, vì Đức Chúa ở với ngài. Nhưng ngay đêm ấy có lời Đức Chúa phán với ông Na-than rằng: Hãy đi nói với tôi tớ của ta là David. Đức Chúa phán thế này: Ngươi mà xây nhà cho ta ở sao? Thật vậy, từ ngày ta đưa con cái Israel lên từ Ai Cập cho tới ngày hôm nay, ta không hề ở trong một ngôi nhà, nhưng ta đã nay đây mai đó trong một cái lều và trong một nhà tạm, trong suốt thời gian rày đây mai đó với toàn thể con cái Israel. Có bao giờ ta đã lên tiếng hỏi một trong các thủ lãnh Israel mà ta đã đặt lên chân dắt dân ta là Israel: Sao các ngươi không xây cho ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương? Bây giờ ngươi hãy nói với tôi tớ ta là David như sau: Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Chính ta đã cất nhắc ngươi từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ lên làm người lãnh đạo dân ta là Israel. Ngươi đi đâu, ta cũng đã ở với ngươi. Mọi thù địch ngươi, ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ cho dân ta là Israel một chỗ ở. Ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn tại đó. Chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu, kể từ thời ta đặt các thủ lãnh cai quản dân ta là Israel. Ta sẽ cho ngươi được thành thơi, không còn thù địch nào nữa. Đức Chúa báo cho ngươi biết là Đức Chúa lập cho ngươi một nhà. Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó
sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó, ta sẽ là cha. Đối với ta, nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của người phàm, bằng đòn của con người. Tình thương của ta sẽ không rời khỏi nó, như ta đã cho rời khỏi Sa-un, kẻ ta đã bắt rời khỏi mặt ngươi. Trước mặt ta, nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững, và ngai vàng của ngươi sẽ được củng cố đến muôn đời. Ông Nathan đã nói lại với vua David đúng y như tất cả những lời ấy và tất cả thị kiến ấy. Vua David vào ngồi chầu trước nhan Đức Chúa và thưa: Lạy Đức Chúa là Chúa thượng, con là ai và nhà của con là gì mà Ngài đã đưa con tới địa vị này? Nhưng lạy Đức Chúa là Chúa thượng, Ngài còn coi đó là quá ít. Ngài lại hứa cho nhà của tôi tớ Ngài một tương lai lâu dài. Phải chăng đó là luật chung cho con người? Lạy Đức Chúa là Chúa thượng, David còn nói được gì thêm với Ngài? Ngài biết tôi tớ Ngài. Lạy Đức Chúa là Chúa thượng, vì lời Ngài đã phán và theo như lòng Ngài muốn, Ngài đã thực hiện tất cả công trình vĩ đại này để làm cho tôi tớ Ngài được biết. Vì thế, lạy Đức Chúa là Chúa thượng, Ngài thật vĩ đại, không ai sánh được như Ngài, và không có Thiên Chúa nào khác ngoại trừ Ngài. Theo như mọi điều tai chúng con đã từng được nghe, dưới đất có một dân tộc nào được như dân Ngài là Israel? Thiên Chúa đã đến cứu chuộc dân này để làm thành dân của Ngài, đặt tên cho nó, thực hiện cho nó những điều vĩ đại và khủng khiếp, hầu xua đuổi các dân tộc và các thần của chúng cho khuất mắt dân mà Ngài đã cứu chuộc từ Ai Cập về cho mình. Ngài đã lập Israel dân Ngài để nó thành dân Ngài mãi mãi. Còn Ngài, lạy Đức Chúa, Ngài đã trở thành Thiên Chúa của chúng. Giờ đây, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa, lời Ngài đã phán về tôi tớ Ngài và nhà của nó, xin Ngài giữ mãi mãi và xin hành động như Ngài đã phán. Danh Ngài sẽ vĩ đại mãi mãi và người ta sẽ nói: Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa thống trị Israel. Nhà của tôi tớ Ngài là David sẽ vững bền trước nhan Ngài. Thật vậy, lạy Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Israel, chính Ngài đã mặc khải cho tôi tớ Ngài rằng: Ta sẽ xây cho ngươi một nhà. Vì thế, tôi tớ Ngài đủ can đảm dâng lên Ngài lời cầu nguyện ấy. Giờ đây, lạy Đức Chúa là Chúa thượng, chính Ngài là Thiên Chúa, những lời Ngài phán là chân lý, và Ngài đã hứa ban cho tôi tớ Ngài điều tốt đẹp ấy. Vậy giờ đây, cúi xin Ngài giáng phúc cho nhà của tôi tớ Ngài, để nhà ấy được tồn tại mãi trước nhan Ngài. Bởi vì, lạy Đức Chúa là Chúa thượng,
chính ngài đã phán, và nhờ ngài giáng phúc mà nhà của tôi tớ ngài sẽ được chúc lành mãi mãi. Samuel quyển 2 chương 8. Sau đó vua David đánh bại người Philistine, hạ nhục chúng và đoạt quyền bá chủ từ tay người Philistine. Vua đánh bại người Moab, bắt chúng nằm rạp xuống đất và lấy dây đo. Vua đo 2 dây để giết và đủ 1 dây để cho sống. Người Moab phải làm nô lệ cho vua David và triều cống vua. Vua David đánh bại vua nước Sova là Hadad-ezer, con ông Rơ-khốp, khi vua này đi tái lập chủ quyền trên vùng sông cả. Vua David bắt được của vua ấy 1,700 kỵ binh và 20,000 bộ binh, và vua David đã cắt gân chân tất cả những con ngựa kéo xe, chỉ chừa lại 100. Người Aram ở Đa-mát đến cứu viện Hadad-ezer vua Sova, nhưng vua David đã hạ của Aram 20,000 người. Vua David đặt những trấn thủ cai trị người Aram ở Đa-mát. Người Aram phải làm nô lệ cho vua David và triều cống vua. Đức Chúa đã cho vua David đi đâu tháng đó. Vua David lấy các khiên vàng mà tôi tớ vua Hadad-ezer mang và đưa về Jerusalem tại Betak và Berothai, các thành của vua Hadad-ezer. Vua David đã lấy được rất nhiều đồng. Tô-i, vua Khamat, nghe tin vua David đã đánh bại toàn thể quân đội vua Hadad-ezer. Vua Tô-i sai con là Joram đến với vua David để vấn an và chúc mừng vua vì đã chiến đấu với vua Hadad-ezer và đánh bại vua ấy, vì vua Hadad-ezer là kẻ thù của vua Tô-i. Joram mang theo những đồ bạc, đồ vàng và đồ đồng. Các đồ ấy, vua David cũng đã thánh hiến cho Đức Chúa, cùng với bạc và vàng vua đã thánh hiến. Bạc vàng của mọi dân tộc vua đã khuất phục là Aram, Moab, con cái Ammon, người Philistine và Amalek, cũng như từ chiến lợi phẩm thu được của vua Sova là Hadad-ezer, con ông Rơ-khốp. Vua David làm cho danh mình lẫy lừng lúc trở về sau khi đánh bại 18,000 người Edom trong thung lũng muối. Vua David đặt các trấn thủ tại Edom, vua đặt các trấn thủ trong toàn xứ Edom, và toàn dân Edom phải làm nô lệ cho vua David. Đức Chúa đã cho vua David đi đâu tháng đó. Vua David trị vì toàn thể Israel. Vua David thực hiện điều chính trực công minh cho toàn dân. Ông Joab, con bà Seruja, chỉ huy quân đội. Ông Jehoshaphat, con ông Achilut, làm quốc vụ khanh. Ông Sadoc, con ông Achitub, và ông Achimelech, con ông Ephrata, làm tư tế. Ông Seraja làm ký lục. Ông Benajahu, con ông Jehojada, chỉ huy quân Kereti và quân Peleti, các con trai vua David, làm tư tế. Samuel quyển 2 chương 9. Vua David nói: Nhà Sa-un có còn người nào sống sót không? Vì ông Jonathan, ta sẽ lấy tình mà đối xử với người ấy. Nhà Sa-un có một người tôi tớ tên là Siva. Người ta mời ông đến gặp vua David. Vua hỏi ông: Ngươi là Siva phải không? Ông thưa: Chính tôi tớ ngài đây. Vua bảo ông: Nhà Sa-un không còn người nào nữa sao? Để ta lấy tình mà đối xử với người ấy như Thiên Chúa đòi hỏi. Ông Siva trả lời vua: Vẫn còn một người con trai của ông Jonathan bị bại hai chân. Vua hỏi ông: Ông ấy ở đâu? Ông Siva trả lời vua: Ông ấy đang ở nhà ông Ma-khia, con ông A-mi-ơn tại Lô-đơ-va. Vua David sai người đi đón ông về từ nhà ông Ma-khia,
con ông Amien tại Lodeva, khi ông Mephibosheth, con ông Jonathan, cháu vua Saul, đến gặp vua David. Ông cúi rạp xuống mà lạy. Vua David gọi: Mephibosheth. Ông thưa: Dạ, tôi tới ngài đi. Vua David bảo ông: Đừng sợ, vì ông Jonathan cha cháu, ta muốn lấy tình mà đối xử với cháu. Ta sẽ trả cho cháu tất cả ruộng đất của vua Saul, ông của cháu. Phần cháu, cháu sẽ luôn luôn dùng bữa tại bàn ăn của ta. Ông lạy và nói: Tôi tới ngài là gì mà ngài quay về phía một con chó chết như cháu? Vua David gọi ông Siva đầy tớ vua Saul và bảo ông: Tất cả những gì thuộc về vua Saul và thuộc về toàn thể nhà Saul, ta ban cho con trai của chủ ngươi. Ngươi, con cái ngươi và tôi tớ ngươi sẽ cày cấy đất đai cho ông ấy. Ngươi sẽ thu hoạch, và cái đó sẽ là lương thực cho con của chủ ngươi ăn. Còn ông Mephibosheth, con của chủ ngươi, ông sẽ luôn luôn dùng bữa tại bàn ăn của ta. Ông Siva có 15 con trai và 20 tôi tớ. Ông Siva thưa vua: Tất cả những gì đức vua là chúa thượng tôi truyền cho tôi tớ ngài, tôi tớ ngài sẽ làm như thế. Vậy ông Mephibosheth ăn tại bàn của vua như một trong các hoàng tử. Ông Mephibosheth có một con trai nhỏ tên là Micha. Mọi người ở trong nhà ông Siva đều là tôi tớ ông Mephibosheth. Nhưng ông Mephibosheth ở Jerusalem, vì ông luôn luôn ăn tại bàn của vua, ông bị què hai chân. Samuel quyển 2 chương 10. Sau đó, vua của con gái Amon qua đời, và Khanun con vua ấy lên ngôi kế vị. Vua David nói: Ta sẽ lấy tình mà đối xử với vua Khanun, con vua Nakhat, như cha vua ấy đã lấy tình mà đối xử với ta. Vua David sai bề tôi chuyển lời chia buồn với vua ấy về vua cha. Nhưng khi bề tôi vua David đến đất con cái Amon, thì các tướng lãnh của con cái Amon thưa với vua Khanun, chúa thượng của chúng: Ngài tưởng là David kính trọng vua cha khi sai người đến chia buồn với ngài sao? Chẳng phải David đã sai bề tôi đến với ngài là để quan sát thành, dò thám và lật đổ thành sao? Vua Khanun liền bắt bề tôi vua David cạo một nửa râu và cắt một nửa áo của họ cho đến mông, rồi thả về. Người ta báo tin cho vua David. Vua sai người đi đón họ, vì những người ấy nhục nhã lắm. Vua bảo: Các ngươi cứ ở lại Jericho, chờ cho râu mọc lại rồi hãy về. Con cái Amon thấy rằng mình đã trở nên đáng ghét đối với vua David. Con cái Amon đã sai người đi thuê của dân Aram ở Bết Rơ Khốp và dân Aram ở Sova 20.000 bộ binh, của vua thành Ma-a-kha 1.000 người, của dân thành Tốp 12.000 người. Vua David nghe tin thì sai ông Joab đi với toàn thể đạo binh các dũng sĩ. Con cái Amon tiến ra và dàn trận ở lối vào cửa thành. Quân Aram Sova, quân Aram Rơ Khốp, quân Tốp và quân Ma-a-kha thì đóng riêng ngoài đồng. Ông Joab thấy rằng mình phải đối phó với mặt trận cả phía trước lẫn phía sau, nên đã chọn trong toàn thể tinh binh của Israel một số người và dàn trận đối diện với người Aram. Phần quân còn lại, ông giao cho ông Avishai anh ông để dàn trận đối diện với con cái Amon. Ông nói: Nếu người Aram mạnh hơn tôi, thì bác sẽ cứu viện tôi. Còn nếu con cái Amon mạnh hơn bác, thì tôi sẽ đến cứu viện bác. Can đảm lên, chúng ta hãy tỏ ra can đảm, vì dân chúng ta,
và vì các thành của Thiên Chúa chúng ta. Xin Đức Chúa thực hiện điều người coi là tốt. Ông Joab và quân binh của ông tiến lên giao chiến với quân Aram, và chúng chạy trốn trước mặt họ. Khi con cái Ammon thấy quân Aram chạy trốn, thì chúng cũng chạy trốn trước mặt ông Avishai và rút về thành. Sau khi thắng con cái Ammon, ông Joab trở về Jerusalem. Người Aram thấy mình bị Israel đánh bại thì họp lại với nhau. Vua Hadad-ezer sai người đi chiêu mộ người Aram ở bên kia sông cả. Chúng đến Khê-lam có Sô-vác, tướng chỉ huy quân đội của vua Hadad-ezer cầm đầu. Người ta báo tin cho vua David. Vua quy tụ toàn thể Israel, vượt sông Jordan và đến Khê-lam. Người Aram dàn trận đối diện với vua David và giao chiến với vua. Người Aram chạy trốn trước mặt Israel. Vua David tiêu diệt của người Aram 700 chiến xa và 40.000 kỵ binh. Còn Sô-vác, tướng chỉ huy quân đội, thì bị vua hạ và chết tại đó. Tất cả các vua chư hầu của vua Hadad-ezer thấy mình bị Israel đánh bại, thì cầu hòa với Israel và làm tôi họ. Người Aram sợ, không dám cứu viện con cái Ammon nữa. Samuel quyển 2, chương 11. Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, vua David sai ông Joab đi, cùng với các bề tôi của vua và toàn thể Israel. Họ giết hại con cái Ammon và vây hãm Rabba. Còn vua David thì ở lại Jerusalem. Vào một buổi chiều, vua David từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm. Nàng nhan sắc tuyệt vời. Vua David sai người đi điều tra về người đàn bà, và người ta nói: đó chính là bà Bathsheba, con gái ông Eliam, vợ ông Uriza người Khết. Vua David sai lính biệt phái đến đón nàng. Nàng đến với vua và vua nằm với nàng. Khi ấy nàng mới thanh tẩy sau thời kỳ ô uế. Rồi nàng trở về nhà. Người đàn bà thụ thai. Nàng sai người đến báo tin cho vua David rằng: tôi có thai. Vua David sai người đến nói với ông Joab: hãy sai Uriza người Khết về gặp ta. Ông Joab sai ông Uriza về gặp vua David. Khi ông Uriza đến với vua, vua David hỏi thăm về ông Joab, về quân binh, về chiến sự. Rồi vua David bảo ông Uriza: hãy xuống nhà của ngươi và rửa chân. Ông Uriza ra khỏi đền vua, có người bưng ra một phần thức ăn của nhà vua theo sau. Nhưng ông Uriza nằm ở cửa đền vua với tất cả các bề tôi của chúa thượng ông, và ông không xuống nhà mình. Người ta báo tin cho vua David rằng ông Uriza đã không xuống nhà ông. Vua David hỏi ông Uriza: chẳng phải ngươi đi đường xa mới về ư? Tại sao ngươi không xuống nhà của ngươi? Ông Uriza thưa với vua David: hòm bia cũng như Israel và Juda đang ở lều. Chủ tướng tôi là ông Joab, và các bề tôi của chúa thượng đang đóng trại ở ngoài đồng trống, mà tôi đây lại về nhà ăn uống và nằm với vợ tôi sao? Tôi xin lấy mạng sống của ngài, lấy chính mạng sống của ngài mà thề, tôi sẽ không làm điều ấy. Vua David bảo ông Uriza: hãy ở lại đây hôm nay nữa, ngày mai ta sẽ cho ngươi đi. Ông Uriza ở lại Jerusalem ngày hôm đó. Ngày hôm sau, vua David mời ông. Ông ăn uống trước mặt vua, và vua cho ông uống say. Đến chiều, ông ra nằm giường của ông, cùng với các bề tôi của chúa thượng ông, nhưng không xuống nhà mình. Sáng hôm sau, vua David viết thư cho ông Joab.
và gửi ông Uri-ra mang đi. Trong thư vua viết rằng: Hãy đặt Uri-ra ở hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rút lui bỏ nó lại, để nó bị trúng thương mà chết. Ông Joab đang thám sát thành, liền để ông Uri-ra ở chỗ ông biết là có quân hùng mạnh nhất. Người trong thành xông ra giao chiến với ông Joab. Một số người trong quân binh trong các bề tôi vua David đã ngã gục, và ông Uri-ra người Khết cũng chết. Ông Joab sai người về báo cho vua David biết tất cả diễn tiến trận đánh. Ông ra lệnh cho người lính biệt phái rằng: Khi anh kể tất cả diễn tiến trận đánh cho đức vua xong, nếu cơn giận đức vua nổi lên và người hỏi anh: Tại sao các ngươi lại đến gần thành mà giao chiến? Các ngươi không biết là người ta bắn từ trên tường thành xuống sao? Ai đã hạ Avimelech, con ông Zerubbabel? Chẳng phải một người đàn bà đã liệng xuống ông một thớt cối đá và ông đã chết tại tề vết đó sao? Tại sao các ngươi lại đến gần tường thành? Thì anh sẽ nói: Tôi tới ngài là ông Uri-ra, người Khết cũng đã chết. Người lính biệt phái ra đi và đến báo cho vua David biết mọi điều ông Joab đã sai anh về nói. Người lính biệt phái nói với vua David: Những người ấy đã mạnh hơn chúng tôi và đã xông ra đánh chúng tôi ở ngoài đồng, nhưng chúng tôi đã đẩy lui chúng cho đến lối vào cửa thành. Từ trên tường thành, lính bắn cung đã bắn xuống các bề tôi của ngài. Một số bề tôi đức vua đã chết. Cả tôi tớ ngài là ông Uri-ra, người Khết cũng đã chết. Vua David bảo người lính biệt phái: Hãy nói với ông Joab thế này: Đừng bực mình về chuyện ấy, vì việc binh đao là thế, khi thì người này, khi thì người kia bị chém. Hãy mạnh mẽ tấn công và phá hủy thành. Ngươi hãy khích lệ ông ấy. Vợ ông Uri-ra nghe tin ông Uri-ra chồng mình đã chết thì làm ma cho chồng. Khi tang lễ đã qua, vua David sai người đi đón nàng về nhà mình. Nàng trở thành vợ vua và sinh cho vua một con trai. Nhưng hành động của vua David không đẹp lòng Đức Chúa. Samuel quyển 2, chương 12. Đức Chúa sai ông Na-than đến với vua David. Ông vào gặp vua và nói với vua: Có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo. Người giàu thì có chiên, dê và bò nhiều lắm, còn người nghèo chẳng có gì cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông. Nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông. Ông coi nó như một đứa con gái. Có khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái của người nghèo mà làm thịt đãi người đến thăm ông. Vua David bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Na-than: Có Đức Chúa hằng sống, kẻ nào làm điều ấy thật đáng chết. Nó phải đền gấp 4 con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót. Ông Na-than nói với vua David: Kẻ đó chính là ngài, Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Chính ta đã sức dầu phong ngươi làm vua cai trị Israel. Chính ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Saul. Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa thượng ngươi và đã đặt các người vợ của chúa thượng ngươi vào vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Israel và Juda. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít, thì ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. Vậy tại sao ngươi lại khinh dễ lời Đức Chúa?
mà làm điều dữ trái mắt người. Ngươi đã dùng gươm đâm Uriza người Khít. Vợ y ngươi đã cướp làm vợ ngươi. Còn chính y, ngươi đã dùng gươm của con cái Amon mà giết. Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh dễ ta và cướp vợ của Uriza người Khít làm vợ ngươi. Đức Chúa phán thế này: ta sắp dùng chính nhà của ngươi mà gây họa cho ngươi. Ta sẽ bắt các vợ của ngươi trước mắt ngươi mà cho một người khác, và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. Thật vậy, ngươi đã hành động lén lút, nhưng ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Israel và giữa thanh thiên bạch nhật. Bấy giờ vua David nói với ông Nathan: tôi đắc tội với Đức Chúa. Ông Nathan nói với vua David: về phía Đức Chúa, người đã bỏ qua tội của ngài, ngài sẽ không phải chết. Thế nhưng vì trong việc này ngài đã cả gan khinh thị Đức Chúa, nên đứa trẻ ngài sinh được chắc chắn sẽ phải chết. Rồi ông Nathan trở về nhà. Đức Chúa đánh phạt đứa bé mà vợ ông Uriza đã sinh ra cho vua David, và nó bị bệnh nặng. Vua David cầu khẩn Thiên Chúa cho đứa trẻ. Vua ăn chay nhậm nhặt, và khi về nhà ngủ đêm thì nằm dưới đất. Các kỳ mục trong nhà của vua nài nỉ xin vua trỗi dậy, nhưng vua không chịu, và cũng chẳng ăn chút gì với họ. Đến ngày thứ bảy, đứa bé chết. Triều thần vua David sợ, không dám báo tin cho vua biết là đứa bé đã chết, vì họ bảo nhau: khi đứa trẻ còn sống, chúng ta đã nói với đức vua và người đã không nghe chúng ta. Bây giờ làm thế nào để nói với người là đứa bé đã chết? Hẳn người sẽ làm liều. Thấy triều thần thì thầm với nhau, vua David hiểu là đứa bé đã chết. Vua David hỏi triều thần: có phải đứa bé chết rồi không? Họ thưa: vâng, chết rồi. Bấy giờ vua David từ dưới đất trỗi dậy, tắm rửa, sức dầu thơm, thay quần áo. Rồi vua vào nhà Đức Chúa mà phủ phục. Trở về nhà, vua yêu cầu người ta dọn bữa, và vua đã ăn. Triều thần nói với vua: ngài làm gì vậy? Khi đứa bé còn sống thì ngài ăn chay và khóc lóc vì nó. Khi đứa bé chết rồi thì ngài lại trỗi dậy và dùng bữa. Vua trả lời: bao lâu đứa bé còn sống, ta ăn chay và khóc lóc vì ta tự bảo, biết đâu Đức Chúa sẽ thương xót ta và đứa bé sẽ sống. Bây giờ nó chết rồi, ta ăn chay làm gì? Hỏi rằng ta còn có thể làm cho nó trở lại được không? Ta đi đến với nó, chứ nó không trở lại với ta. Vua David an ủi bà Bát-sê-va, vợ mình. Vua đến với nàng và nằm với nàng. Nàng sinh một con trai, và vua gọi tên nó là Salomon. Đức Chúa yêu thương nó, và sai ngôn sứ Na-than đến cho biết điều đó. Vì Đức Chúa, ông gọi tên nó là Giê-đi-đơ-ra. Ông Joab tấn công thành Rabba của con cái Amon và hạ được hoàng thành. Ông Joab sai lính biệt phái về nói với vua David: tôi đã tấn công Rabba, tôi còn hạ được cả thành dưới, chỗ có nhiều nước. Giờ đây, xin ngài tập hợp số quân binh còn lại, bao vây và chiếm thành. Kẻo chính tôi sẽ hạ thành, và nó sẽ mang tên tôi. Vua David tập hợp toàn thể quân binh đi Rabba, tấn công và hạ thành. Vua lột vương miện trên đầu vua chúng. Vương miện cân nặng 30 ký vàng và có một viên ngọc quý.
Viên ngọc ấy được đặt trên đầu vua David. Vua lấy đi rất nhiều chiến lợi phẩm của thành. Còn dân trong thành thì vua đưa đi và bắt phải làm những việc dùng đến cưa, cuốc sắt, rìu sắt và phải đúc gạch. Vua xử như thế với mọi thành của con cái Amon. Rồi vua David và toàn thể quân binh trở về Jerusalem. Samuel quyển 2, chương 13. Sau đó xảy ra chuyện này. Absalom, con trai vua David, có một cô em gái xinh đẹp tên là Tama. Amnon, con trai vua David, yêu cô. Amnon khắc khoải đến ốm tương tư vì Tama em gái cậu, bởi cô là gái còn trinh, và Amnon thấy không có cách làm gì được cô. Amnon có một người bạn tên là Jonadab, con ông Sim-a. Ông này là anh vua David. Jonadab là người rất khôn lanh. Cậu hỏi Amnon: Này hoàng tử, sao mà sáng nào cũng bơ phờ như thế? Không nói cho anh biết được sao? Amnon nói với cậu: Em yêu Tama, em gái của Absalom, em trai em. Jonadab bảo cậu: Chú cứ nằm trên giường và giả bệnh. Cha của chú sẽ đến thăm chú. Chú sẽ thưa với người: Xin cho phép Tama, em con, đến lo việc ăn uống cho con. Em con sẽ làm món ăn trước mắt con để con thấy, và sẽ tự tay mang đến cho con ăn. Amnon đi nằm và giả bệnh. Vua đến thăm và Amnon thưa với vua: Xin cho phép Tama, em con, đến làm trước mắt con hai cái bánh và tự tay mang đến cho con dùng. Vua David sai người đến nhà cô Tama mà bảo: Con hãy đến nhà Amnon anh con và làm món ăn cho anh. Tama đến nhà Amnon anh cô. Cậu đang nằm. Cô lấy bột nhào làm bánh trước mắt cậu và đem chiên. Rồi cô cầm chảo và đổ bánh ra trước mặt cậu. Nhưng cậu từ chối không chịu ăn. Amnon nói: Hãy bảo mọi người ra khỏi đây. Mọi người ra khỏi đó. Amnon bảo Tama: Em đưa món ăn vào trong phòng và tự tay mang đến cho anh dùng. Tama lấy những cái bánh cô đã làm và đưa vào phòng cho Amnon anh cô. Cô đang bưng đến cho cậu thì cậu nắm lấy cô và nói với cô: Đến đây em, nằm với anh đi. Cô bảo cậu: Đừng, anh, đừng cưỡng hiếp em, vì không được phép làm điều ấy trong Israel. Chớ làm chuyện đồi bại ấy. Em đây, em sẽ mang nỗi hổ nhục của em đi đâu? Còn anh sẽ bị coi như một tên đồi bại trong Israel. Bây giờ xin anh cứ thưa với đức vua, người sẽ không từ chối gả em cho anh đâu. Nhưng cậu không muốn nghe lời cô. Mạnh hơn cô, cậu cưỡng hiếp cô và nằm với cô. Bấy giờ Amnon đâm ra ghét cô, ghét thậm tệ. Cậu còn ghét cô hơn là đã yêu cô. Amnon bảo cô: Đứng dậy, cút đi. Cô nói với cậu: Đừng đuổi em như vậy, còn ác hơn là điều ác anh vừa làm đối với em. Nhưng cậu không muốn nghe cô. Cậu gọi người đầy tớ hầu hạ cậu và bảo: Đuổi cô này ra khỏi đây và khóa cửa lại sau khi cô ấy ra. Bấy giờ cô đang mặc áo trùng dài tay, vì các công chúa còn trinh thường mặc như thế. Người hầu của cậu cho cô ra ngoài, rồi khóa cửa lại sau khi cô ra. Tama lấy tro bụi rắc lên đầu, xé cái áo trùng dài tay cô đang mặc, đặt tay lên đầu, vừa đi vừa kêu la. Absalom anh cô hỏi cô: Có phải thằng Amnon, anh của em, đã nằm với em không? Bây giờ
Em ơi, nín đi, nó là anh của em, đừng để tâm vào chuyện này. Tama ở vậy trong nhà của Absalom, anh cô. Vừa David nghe biết tất cả sự việc ấy thì giận lắm. Absalom không nói bất cứ điều gì với Amnon, bởi lẽ Absalom ghét Amnon vì chuyện cưỡng hiếp Tama em cậu. 2 năm sau, nhân dịp Absalom thuê thợ xén lông cừu tại Ba'an Khasor gần Ephraim, Absalom mời tất cả các hoàng tử. Absalom vào gặp vua và thưa: Tôi tớ ngài có thuê thợ xén lông cừu, kính xin đức vua và triều thần đến với tôi tớ ngài. Vua nói với Absalom: Không được con ạ, chúng ta không nên đi cả, kẻo thành gánh nặng cho con. Cậu nài nỉ vua, nhưng vua không muốn đi. Vua chúc phúc cho cậu. Absalom nói: Vậy ít là xin cho anh Amnon của con đi với chúng con. Vua hỏi cậu: Nó đi với con làm gì? Absalom nài nỉ vua, nên vua cho Amnon và tất cả các hoàng tử đi với cậu. Absalom ra lệnh cho các đầy tớ của cậu rằng: Các ngươi hãy để ý, khi rượu đã làm cho lòng Amnon vui vẻ và ta bảo các ngươi hạ Amnon, thì các ngươi hãy giết chết nó. Đừng sợ, chẳng phải là chính ta ra lệnh cho các ngươi sao? Can đảm lên, hãy tỏ ra là những người dũng cảm. Các đầy tớ của Absalom đã xử với Amnon như Absalom đã ra lệnh. Tất cả các hoàng tử đứng lên, mỗi người cưỡi la của mình mà chạy trốn. Khi họ còn đang trên đường thì có tin báo về cho vua David rằng Absalom đã hạ tất cả các hoàng tử, không người nào sống sót. Vua đứng dậy, xé áo ra và nằm xuống đất. Toàn thể triều thần đứng chung quanh đều xé áo ra. Nhưng Jonadab, con ông Sim-a, là anh vua David, lên tiếng nói: Xin Chúa Thượng đừng nói rằng người ta đã giết chết tất cả các cậu hoàng tử. Chỉ một mình Amnon chết thôi, vì Absalom đã quyết định điều ấy từ ngày Tama, em gái mình bị cưỡng hiếp. Giờ đây, xin Đức Vua là Chúa Thượng tôi đừng có tưởng rằng tất cả các hoàng tử đã chết. Không, chỉ một mình Amnon chết thôi, còn Absalom thì đã trốn đi. Người đầy tớ đứng cạnh ngước mắt lên nhìn, thì thấy một đám đông đi trên con đường sau lưng mình, bên sườn núi. Jonadab nói với vua: Kìa, các hoàng tử đang đến, việc đã xảy ra như lời tôi tớ ngài nói. Cậu vừa nói xong thì này các hoàng tử đến. Họ òa lên khóc, cả vua và toàn thể triều thần cũng lớn tiếng than khóc. Còn Absalom thì trốn đi và đến với ông Tanmai, là con ông Amihud và là vua xứ Gơ-xua. Ngày ngày vua để tang con. Absalom đã trốn đi, đến Gơ-xua và ở đó 3 năm. Vua David hết giận Absalom, vì vua đã khuây khỏa được nỗi buồn mất Amnon. Samuel quyển 2, chương 14. Ông Joab con bà Seruja biết rằng lòng vua hướng về Absalom. Ông Joab sai người đi Tơ-cô-a, tìm một người đàn bà khôn lanh và bảo bà ấy: Xin bà giả bộ để tang. Bà hãy mặc áo tang, đừng xức dầu thơm, và làm như một người đàn bà đã từ lâu để tang một người chết. Rồi bà đến gặp đức vua và thưa với người lời lẽ thế này. Ông Joab đặt lời lẽ vào miệng bà. Vậy người đàn bà Tơ-cô-a đến nói với vua. Bà sấp mặt xuống đất mà lạy, rồi thưa: Thưa đức vua, xin cứu tôi với. Vua hỏi bà: Ngươi có chuyện gì? Bà thưa: Thằng ôi, tôi là đàn bà quá. Chồng tôi đã chết. Nữ tỳ ngài có 2 con trai. 2 đứa xô xát ở ngoài đồng, không có ai can ngăn chúng. Đứa này đánh đứa kia,
và giết chết nó. Và này, toàn thể thị tộc đã đứng lên chống lại nữ tỳ ngài và bảo: bà hãy nộp kẻ đã hạ người anh em mình. Chúng tôi sẽ bắt nó chết để đền mạng người anh em nó đã giết, và sẽ tiêu diệt luôn cả người thừa kế. Họ sẽ dập tắt chút than hồng còn sót lại cho tôi, không để cho chồng tôi được duy trì tên tuổi và còn người nối dõi trên mặt đất. Vua nói với người đàn bà: người cứ về nhà, chính ta sẽ ra lệnh về việc của ngươi. Người đàn bà Tơ Qua thưa vua: thưa đức vua là chúa thượng tôi, tội đổ xuống đầu tôi và xuống nhà cha tôi, còn đức vua và ngai vàng của người thì vô can. Vua nói: kẻ nào nói gì với ngươi, cứ đưa nó đến với ta, và nó sẽ không còn đụng tới ngươi nữa. Bà nói: xin đức vua lấy đức chúa, thiên chúa của ngài mà thề, để kẻ đòi nợ máu đừng gây thêm chết chóc, và người ta đừng tiêu diệt con trai tôi. Vua nói: có đức chúa hằng sống, không một sợi tóc nào của con trai ngươi sẽ rơi xuống đất. Người đàn bà nói: xin cho nữ tỳ ngài được thưa với đức vua là chúa thượng tôi một lời. Vua bảo: cứ nói. Người đàn bà nói: vậy tại sao ngài lại tính một chuyện có hại cho dân thiên chúa như thế? Vì đã nói lời ấy nên đức vua giống như một kẻ mắc tội. Nếu đức vua không cho kẻ ngài đã đầy biệt xứ được trở về, thật vậy, thế nào chúng ta cũng phải chết. Như nước chảy xuống đất không thể hốt lại được, nhưng thiên chúa không lấy sự sống đi, và người định liệu cho kẻ bị đầy biệt xứ khỏi bị biệt xứ xa người. Giờ đây, nếu tôi đến thưa điều ấy với đức vua là chúa thượng tôi, chính là vì dân đã làm cho tôi sợ. Nữ tỳ ngài tự nhủ: tôi phải thưa với đức vua, may ra đức vua sẽ làm điều nữ tỳ người nói. Thật vậy, đức vua sẽ nhậm lời mà giải thoát nữ tỳ người khỏi bàn tay kẻ muốn tiêu diệt tôi cùng với con trai tôi, không cho hưởng cơ nghiệp của thiên chúa. Nữ tỳ ngài tự nhủ: ước chi lời của đức vua là chúa thượng tôi làm tôi yên lòng, vì đức vua là chúa thượng tôi khác nào sứ giả thiên chúa để lắng nghe điều thiện điều ác. Xin đức chúa, thiên chúa của ngài ở với ngài. Vua trả lời người đàn bà rằng: đừng giấu ta điều ta sắp hỏi ngươi. Người đàn bà nói: xin đức vua là chúa thượng tôi cứ nói. Vua hỏi: có phải bàn tay ông Joab ở với ngươi trong tất cả việc này không? Người đàn bà thưa rằng: thưa đức vua là chúa thượng tôi, tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề, không ai có thể đi trệch bên phải bên trái ra khỏi mọi điều đức vua là chúa thượng tôi đã nói. Phải, chính tôi tớ ngài là ông Joab đã truyền cho tôi và đã đặt vào miệng nữ tỳ ngài mọi lời ấy, chính là để cho sự việc có một bộ mặt khác mà tôi tớ ngài là ông Joab đã làm việc đó. Nhưng sự khôn ngoan của chúa thượng sánh được với sự khôn ngoan của sứ giả thiên chúa. Ngài biết tất cả những gì xảy ra trên mặt đất. Vua bảo ông Joab: được, ta làm ngay điều đó. Cứ đi, dẫn cậu Absalom về. Ông Joab sấp mặt xuống đất mà lạy và chúc phúc cho vua. Ông Joab nói: ngày hôm nay tôi tớ ngài biết rằng tôi được đẹp lòng đức vua là chúa thượng tôi, vì đức vua đã làm theo như lời của tôi tớ ngài. Ông Joab lên đường đi Gơ-sua và đưa Absalom về Jerusalem. Vua nói: nó hãy lui về nhà nó và sẽ không được gặp mặt ta. Absalom lui về nhà mình và không được gặp mặt vua. Trong toàn thể Israel không có ai đẹp trai như Absalom,
khiến người ta hết lời ca tụng. Từ bàn chân cho tới đỉnh đầu, không có một khuyết điểm nào. Khi y cạo đầu, cuối mỗi năm y cạo đầu, vì tóc đè nặng trên đầu y và phải cạo. Tóc đầu y cân nặng 2 ký, theo quả cân của nhà vua. Absalom sinh được 3 con trai và 1 con gái tên là Tama. Nàng là một phụ nữ có nhan sắc. Absalom ở Jerusalem 2 năm mà không được gặp mặt vua. Absalom sai người tìm ông Joab để cử ông đến gặp vua, nhưng ông không chịu đến gặp y. Y lại sai người đi tìm một lần nữa, nhưng ông không chịu đến. Y bảo các tôi tớ: "Hãy xem, cánh đồng của ông Joab ở bên cánh đồng của ta. Ông ấy trồng lúa mạch ở đó. Hãy đi nổi lửa mà đốt." Tôi tớ của Absalom đã nổi lửa đốt cánh đồng. Ông Joab đứng lên và đến nhà Absalom mà hỏi y: "Tại sao tôi tớ của chú nổi lửa đốt cánh đồng của tôi?" Absalom nói với ông Joab: "Anh xem, tôi đã sai người đến mời anh tới đây để cử anh đi thưa với đức vua. Con từ Gơ-su về làm gì? Thà con vẫn ở đó còn hơn. Bây giờ tôi muốn được gặp mặt đức vua. Nếu tôi có lỗi gì, xin người cứ giết tôi đi." Ông Joab vào gặp vua và báo cho vua biết. Vua cho gọi Absalom. Y vào gặp vua, sấp mặt xuống đất trước mặt vua mà lạy. Vua hôn Absalom. Samuel quyển 2 chương 15. Sau đó Absalom đóng cho mình một cỗ xe với những con ngựa và 50 người hộ tống. Absalom dậy sớm và đứng ở bên đường vào cửa thành. Mỗi khi người nào có kiện cáo mà đến với vua để xin xét xử, thì Absalom gọi người ấy lại mà hỏi: "Ông người thành nào?" Người kia thưa: "Tôi tớ ngài thuộc chi tộc này, chi tộc nọ trong Israel." Absalom bảo người ấy: "Ông xem, vụ kiện của ông đúng và hợp lý, nhưng không có ai thay mặt đức vua để nghe ông đâu." Absalom nói: "Phải chi có ai đặt tôi làm thẩm phán trong xứ này? Tất cả những người có kiện cáo và cần xét xử sẽ đến với tôi, và tôi sẽ xử công minh cho họ." Khi có người đến lạy y, thì y đưa tay ra, giữ lấy người ấy mà hôn. Absalom làm như thế với mọi người Israel đến xin vua xét xử. Và Absalom đã mua chuộc lòng người Israel. Sau 4 năm, Absalom thưa với vua: "Xin cho phép con đi Hebron, để con giữ trọn lời đã khấn hứa với Đức Chúa. Vì khi còn ở Gơ-sua miền Aram, tôi tớ ngài đã có lời khấn hứa rằng, nếu quả thật Đức Chúa cho con trở về Jerusalem, thì con sẽ thờ phượng Đức Chúa." Vua bảo y: "Con đi bình an." Y lên đường đi Hebron. Absalom sai người bí mật đến tất cả các chi tộc Israel mà nói: "Khi anh em nghe thấy tiếng tù và thì hãy nói, Absalom đã lên ngôi vua tại Hebron." Cùng với Absalom có 200 người đi từ Jerusalem. Họ là những khách được mời, vô tình mà đến, không hay biết gì về chuyện đó. Khi dâng các hy lễ, Absalom sai người đi tìm Achitophel, người thành Gilo, cố vấn của vua David, và triệu y về từ thành của y là Gilo. Bọn mưu phản thêm mạnh và dân theo Absalom ngày càng đông. Người đưa tin đến nói với vua David: "Lòng người Israel đã theo Absalom." Vua David bảo toàn thể triều thần ở với vua tại Jerusalem: "Đứng lên, chúng ta chạy trốn đi, vì chúng ta sẽ không thoát được Absalom. Đi cho mau, kẻo chẳng mấy chốc nó đuổi kịp chúng ta, giáng tai họa xuống chúng ta và dùng lưỡi gươm giết dân thành." Triều thần thưa với vua: "Đức vua là chúa thượng chọn cái gì? Các tôi tớ ngài đây xin sẵn sàng." Vua đi ra và cả nhà theo chân.
nhưng vua để lại 10 người tỳ thiếp để giữ nhà. Vua đi ra và toàn dân theo chân. Họ dừng lại ở ngôi nhà cuối cùng. Toàn thể triều thần đi qua sát bên cạnh vua. Tất cả quân Kereti, tất cả quân Peleti và tất cả quân Gát, tức là 600 người đã theo chân vua từ Gát đến, đi qua trước mặt vua. Vua nói với ông Ít-tai người Gát: "Tại sao cả ngươi nữa cũng đi với chúng ta? Hãy trở về và ở với nhà vua, bởi vì ngươi là người nước ngoài. Ngươi còn bỏ quê hương mà sống lưu vong. Ngươi mới đến hôm qua, mà hôm nay ta lại bắt ngươi phải đi lang thang với chúng ta. Trong khi ta đi mà chẳng biết đi đâu. Hãy trở về và đưa các anh em ngươi trở về cùng với ngươi. Xin Đức Chúa lấy tình thương và lòng thành tín mà đối xử với ngươi." Ông Ít-tai trả lời vua rằng: "Có Đức Chúa hằng sống, và có Đức Vua là Chúa Thượng tôi đang sống. Tôi thề, Đức Vua là Chúa Thượng tôi ở đâu, thì dù sống dù chết, tôi tớ Ngài cũng ở đó." Vua David bảo ông Ít-tai: "Hãy đi qua." Ông Ít-tai người Gát đã đi qua cùng với tất cả những người của ông và mọi trẻ con theo ông. Cả xứ khóc to tiếng và toàn dân đi qua. Vua đi qua thung lũng Kidron và toàn dân đi qua phía trước con đường vào sa mạc. Và có cả ông Sa-đốc, và cùng với ông có tất cả các thầy Lê-vi khiêng hòm bia giao ước của Thiên Chúa. Họ đặt hòm bia Thiên Chúa xuống và ông Ép-ra-tha tiến lên cho đến khi toàn dân ra khỏi thành đã đi qua hết. Vua bảo ông Sa-đốc: "Hãy đưa hòm bia Thiên Chúa về thành. Nếu ta được đẹp lòng Đức Chúa, thì người sẽ đưa ta trở về và cho ta thấy hòm bia và nơi người ngự. Nhưng nếu người nói là người không thương ta nữa, thì này ta đây, người cứ làm cho ta điều người cho là tốt." Vừa nói với tư tế Sa Đốc: "Người thấy không, cứ trở về thành bình an. Có hai con trai của các ngươi ở với các ngươi, Achimaas con của ngươi và Jonathan con của Ép-ra-tha. Các ngươi xem, ta sẽ nán lại ở các chỗ qua sông vào sa mạc, chờ khi có lời các ngươi gửi đến báo tin cho ta." Ông Sa-đốc và ông Ép-ra-tha đưa hòm bia Thiên Chúa về Jerusalem và họ ở lại đó. Vua David lên dốc cây ô liu, vừa lên vừa khóc, đầu trùm khăn, chân đi đất. Và toàn dân đi với vua, ai cũng đầu trùm khăn, vừa lên vừa khóc. Người ta báo tin cho vua David rằng: "Achitophel ở trong đám những người âm mưu cùng với Absalom." Vua David nói: "Lạy Đức Chúa, xin làm cho lời bàn của Achitophel ra vô hiệu." Khi vua David lên tới đỉnh nơi người ta thờ lạy Thiên Chúa, thì này ông Khu-sai người Ác-ki đón gặp vua. Áo trùng ông xé rách, đầu thì rắc đất. Vua David nói với ông: "Nếu ông qua đây với ta, thì ông sẽ nên gánh nặng cho ta. Nhưng nếu ông trở về thành và nói với Absalom: thưa Đức Vua, tôi là tôi tớ Ngài. Trước đây tôi là tôi tớ cha Ngài, còn bây giờ tôi là tôi tớ Ngài, thì ông sẽ phá cho ta lời bàn của Achitophel. Nào các tư tế Sa-đốc và Ép-ra-tha sẽ chẳng có ở đó với ông sao? Tất cả những gì nghe được từ đền vua, ông sẽ báo cho các tư tế Sa-đốc và Ép-ra-tha. Họ có hai người con trai ở đó với họ, là Achimaas con Sa-đốc và Jonathan con Ép-ra-tha. Các ông sẽ nhờ chúng báo cho ta mọi điều các ông nghe được." Ông Khu-sai, bạn vua David, vào thành khi Absalom đến Jerusalem.
Samuel quyển 2 chương 16. Khi vua David đi qua đỉnh được một chút, thì có ông Siva, đầy tớ ông Mephibosheth, đón gặp vua, dẫn theo hai con lừa thồ, chở 200 cái bánh, 100 chùm nho khô, 100 trái cây và một bầu da đầy rượu. Vua David hỏi ông Siva: "Ngươi định làm gì với những thứ này?" Ông Siva trả lời: "Lừa thì để cho hoàng gia cưỡi, bánh và trái cây thì để cho các đầy tớ ăn, rượu thì để cho người mệt lạ trong sa mạc uống." Vua hỏi: "Người con của chủ ngươi đâu?" Ông Siva thưa với vua: "Ông ấy ở lại Jerusalem, vì ông tự bảo hôm nay nhà Israel sẽ trả lại cho ta vương quyền của cha ta." Vua bảo ông Siva: "Vậy tất cả những gì là của Mephibosheth thì là của ngươi." Ông Siva nói: "Tôi xin bái tạ, ước chi tôi được đẹp lòng ngài, thưa đức vua là chúa thượng tôi." Khi vua David đến Bahurim, thì kìa có một người từ đó đi ra, y thuộc cùng một thị tộc với nhà Saul, và tên là Sim-i, con ông Gera. Y vừa đi ra vừa nguyền rủa, y ném đá vào vua David và tất cả bề tôi vua, mặc dầu có toàn thể quân đội và toàn thể các dũng sĩ ở bên phải và bên trái vua. Sim-i nói thế này trong lời nguyền rủa của y: "Cút đi! Cút đi! Tên khát máu! Thằng vô lại! Đức Chúa đã đổ xuống đầu mày tất cả máu của nhà Sa-un, người đã bị mày chiếm ngôi, và Đức Chúa đã trao vương quyền vào tay Áp-sa-lôm con mày. Và này, mày phải tai họa vì mày là tên khát máu." Ông Avishai, con bà Seruja, thưa với vua: "Tại sao thằng chó chết này dám nguyền rủa đức vua là chúa thượng tôi? Xin cho tôi qua chặt đầu nó." Vua nói: "Chuyện của ta can gì đến các ngươi? Hỡi các con bà Seruja, nếu nó nguyền rủa và nếu đức chúa bảo nó hãy nguyền rủa David, thì ai dám hỏi tại sao mày làm như thế?" Vua David nói với ông Avishai và tất cả bề tôi: "Này, con trai ta do chính ta sinh ra mà còn tìm hại mạng sống ta, huống chi là tên Benjamin này. Cứ để nó nguyền rủa, nếu đức chúa đã bảo nó, may ra đức chúa sẽ đoái nhìn đến nỗi khổ cực của ta, và đức chúa sẽ trả lại cho ta hạnh phúc thay vì lời nguyền rủa của nó hôm nay." Vua David và người của vua vẫn đi trên đường, còn Sim-i thì đi ở sườn núi song song với vua, vừa đi vừa nguyền rủa và ném đá làm bụi tung lên. Vua và toàn dân theo vua đi tới nơi thì mệt lạ, họ nghỉ lấy sức tại đó. Áp-sa-lôm và toàn thể quân binh người Israel vào Jerusalem, có Akhi-thô-phen cùng đi. Khi ông Khu-sai, người Ác-ki, bạn vua David, đến gặp Áp-sa-lôm, thì ông Khu-sai nói với Áp-sa-lôm: "Vạn tuế đức vua, vạn tuế đức vua." Áp-sa-lôm hỏi ông Khu-sai: "Tình nghĩa của ông đối với người bạn ông là như thế ư? Tại sao ông không đi với bạn ông?" Ông Khu-sai nói với ông Áp-sa-lôm: "Đức Chúa cũng như dân này và tất cả mọi người Israel đã chọn ai, thì tôi sẽ thuộc về người ấy và ở với người ấy. Thử đến, tôi sẽ phục vụ ai nếu không phải là con của người ấy? Tôi đã phục vụ cha ngài thế nào
thì tôi cũng sẽ phục vụ ngài như vậy. Absalom bảo Akhitophen: các ngươi hãy bàn nhau xem chúng ta phải làm gì. Akhitophen nói với Absalom: xin ngài hãy đến với các tỳ thiếp mà cha ngài đã để lại giữ nhà. Toàn thể Israel sẽ nghe biết rằng ngài đã trở nên đáng ghét đối với cha ngài, và mọi người theo ngài sẽ mạnh bạo lên. Người ta căng lều cho Absalom trên sân thượng, và Absalom đến với các tỳ thiếp của cha mình trước mắt toàn thể Israel. Lời bàn mà Akhitophen đưa ra trong những ngày ấy thì giống như lời Thiên Chúa phán khi người ta thỉnh ý. Mọi lời bàn của Akhitophen đều có giá trị như thế đối với cả vua David lẫn Absalom. Samuel quyển 2 chương 17. Akhitophen nói với Absalom: xin để tôi tuyển 12.000 người, tôi sẽ lên đường đuổi theo David ngày đêm nay. Tôi sẽ đến tấn công ông ấy. Trong lúc ông ấy kiệt sức, tay chân rụng rời, tôi sẽ làm cho ông khiếp sợ. Toàn dân theo ông sẽ bỏ trốn, và tôi sẽ hạ một mình nhà vua. Tôi sẽ đưa toàn dân về với ngài, hạ được người mà ngài đang tìm, thì cũng như làm cho mọi người trở về, toàn dân sẽ được bình an. Absalom và toàn thể các kỳ mục Israel thấy lời đó là phải. Nhưng Absalom nói: hãy mời cả ông Hushai người Akki, để chúng ta cũng nghe cả ông ấy nữa, xem ông nói gì. Ông Hushai đến gặp Absalom. Absalom nói với ông rằng: ông Akhitophen đã nói như vậy, chúng ta có nên làm điều ông ấy nói không? Nếu không thì chính ông nói đi. Ông Hushai nói với Absalom: lần này lời bàn ông Akhitophen đưa ra không hay. Rồi ông Hushai nói: ngài biết rằng cha ngài và người của ông là những dũng sĩ, và họ cay đắng trong tâm hồn như gấu mẹ mất con ngoài đồng. Cha ngài là một chiến binh, ông sẽ không nghỉ đêm với dân. Bây giờ chắc ông đang ẩn núp trong một hầm hố hay một nơi nào đó. Nếu ngay từ đầu có những người phe ta ngã gục, chắc chắn có người sẽ nghe biết và sẽ nói: dân theo Absalom đã bị bại. Bây giờ cả người can đảm, có gan như gan sư tử cũng sẽ nản lòng, vì toàn thể Israel biết rằng cha ngài là một dũng sĩ, và những kẻ theo ông là người can đảm. Vậy tôi xin bàn thế này: toàn thể Israel từ Dan tới Beersheba sẽ tập trung về với ngài, đông như cát ngoài bãi biển, và ngài sẽ đích thân đi đánh trận. Chúng ta sẽ đến đánh ông tại bất cứ nơi nào ông đang ở. Chúng ta sẽ đậu trên ông như sương rơi trên đất đai, và ông cũng như những người theo ông sẽ không còn sót lại một ai. Nếu ông tập trung vào một thành, toàn thể Israel sẽ đem dây thừng đến thành đó, và chúng ta sẽ lôi thành ấy xuống thung lũng, đến nỗi không còn tìm thấy ở đó một hòn sỏi. Absalom và tất cả các người Israel nói: lời bàn của ông Hushai người Akki hay hơn lời bàn của ông Akhitophen. Thật vậy, Đức Chúa đã quyết định phá lời bàn hay của Akhitophen để đem tai họa đến cho Absalom. Ông Hushai nói với các tư tế Sa-đốc và Ép-ra-tha: Akhitophen đã bàn thế này với Absalom và các kỳ mục Israel.
Còn tôi đã bàn thế kia. Bây giờ, các ông hãy mau sai người đi báo tin cho vua David rằng: Xin Đức Vua đừng dừng lại đêm nay tại các vùng đất hoang trong sa mạc. Nhưng Ngài phải đi qua ngay, kẻo Đức Vua và toàn dân theo người sẽ bị tiêu diệt. Jonathan và Achimaas đứng sẵn ở En-Rogen. Một nữ tỳ đi báo tin cho họ, rồi họ đi báo tin cho vua David. Họ không vào thành vì không được để người ta nhìn thấy. Nhưng một thanh niên thấy họ và báo cho Absalom. Cả hai vội vàng đi và đến nhà một người ở Bakhurim. Người này có một cái giếng trong sân. Họ xuống đó. Vợ người ấy lấy tấm bố trải ra trên miệng giếng, rồi rải hạt lên trên. Chẳng ai hay biết gì. Các tôi tớ Absalom vào nhà bà ấy và hỏi: Achimaas và Jonathan đâu? Bà trả lời chúng: Họ đã đi qua sông. Chúng tìm nhưng không thấy, nên trở về Jerusalem. Sau khi chúng đi rồi, thì hai người lên khỏi giếng và đi báo tin cho vua David. Họ nói với vua David: Xin các ngài lên đường và mau mau qua sông, bởi vì Achitophel đã bàn thế này để hại các ngài. Vua David và tất cả quân binh theo vua đã lên đường qua sông Jordan. Khi trời sáng, mọi người đã qua sông không sót một ai. Achitophel thấy người ta không làm theo lời bàn của mình, thì thắng lừa, lên đường đi về nhà trong thành mình. Y thu xếp việc nhà, rồi thắt cổ tự tử. Y được chôn cất trong phần mộ của cha y. Vua David đến Machanajim, trong khi Absalom và toàn thể người Israel cùng với y qua sông Jordan. Absalom đã đặt Amasa chỉ huy quân đội thay ông Joab. Amasa là con trai một người đàn ông tên là Jitra, người Israel. Người này đã đi lại với bà Avigajin, là con gái ông Nakhat, và là chị em với bà Seruja, mẹ ông Joab. Israel và Absalom đóng trại ở đất Galaad. Khi vua David đến Machanajim, thì ông Shovi, con ông Nakhat, từ thành Rabba của con cái Amon, ông Machia, con ông Amien, từ Lodeva, và ông Bác-di-lai, người Galaad, từ Rốc-lim, đem giường, chậu, bát đĩa, lúa mì, lúa mạch, bột, ré lúa rang, đậu tằm, đậu nâu, mật ong, sữa chua, chiên dê và bê sữa, đến dâng cho vua David và dân ở với vua, vì họ nói: Dừng đói, mệt lã và khát trong sa mạc. Samuel quyển 2, chương 18. Vua David duyệt đám quân binh theo ông và đặt những người chỉ huy 1,000, chỉ huy 100 quân để điều khiển họ. Vua David sai quân binh đi, 1/3 giao cho ông Joab, 1/3 giao cho ông Avishai, là con bà Seruja và là em ông Joab, 1/3 giao cho ông Ittai, người Gát. Vua nói với quân binh: Ta sẽ đích thân ra trận với các ngươi. Nhưng quân binh nói: Ngài không được ra trận, vì nếu chúng tôi chạy trốn, người ta sẽ không để tâm đến chúng tôi. Nếu một nửa số chúng tôi chết, người ta sẽ không để tâm đến chúng tôi. Còn Ngài bằng 10,000 người chúng tôi. Vậy tốt hơn là Ngài cứ ở trong thành mà tiếp viện chúng tôi. Vua nói với họ: Ta sẽ làm điều các ngươi coi là tốt. Vua đứng ở bên cửa thành, trong khi quân binh kéo ra từng đơn vị 100, 1,000. Vua ra lệnh cho ông Joab, ông Avishai và ông Ittai rằng: Vì ta, hãy nhẹ tay với cầu Absalom. Toàn thể quân binh nghe thấy vua ra lệnh cho tất cả các tướng về Absalom. Quân binh ra ngoài đồng nghênh chiến với Israel.
và cuộc giao tranh xảy ra trong rừng Ephraim. Tại đó, quân binh Israel bị bề tôi vua David đánh bại. Hôm ấy là một ngày đại bại, 20.000 người chết tại đó. Cuộc giao tranh tản ra khắp xứ, và ngày hôm ấy, quân binh chết vì rừng nhiều hơn là chết vì gươm. Absalom bị bề tôi vua David bắt gặp. Absalom đang cưỡi con la đi vào dưới một cây vân hương lớn, cành lá chẳng chịt. Đầu y mắc vào cây vân hương, và y bị treo giữa trời và đất. Còn con la y cưỡi thì đi mất. Một người trông thấy và báo tin cho ông Joab. Này, tôi thấy Absalom treo trên một cây vân hương. Ông Joab nói với người đã báo tin cho ông. Này, anh đã thấy. Sao anh không hạ nó ngay tại chỗ? Như thế, hẳn ta đã phải cho anh 3 lượng bạc và 1 cái thắt lưng rồi. Người kia nói với ông Joab. Giả như người ta cân ngay vào tay tôi 300 lượng bạc, tôi cũng không dám ra tay hại hoàng tử. Vì chính tài chúng tôi đã nghe đức vua ra lệnh cho ông Avishai và ông Ittai rằng, dù là ai đi nữa, các người cũng phải giữ gìn cậu Absalom. Cho dù tôi liều mạng làm điều thất trùng ấy, thì cũng chẳng có gì giấu được đức vua. Còn ông sẽ đứng xa. Ông Joab nói, tôi không mất thời giờ với anh như thế nữa. Rồi ông cầm lấy 3 cây thương trong tay, đâm vào tim Absalom khi y vẫn còn sống, treo trên cây vân hương. Rồi 10 thanh niên, người hầu cận của ông Joab, súng lại đánh Absalom và giết y. Ông Joab cho thổi tù và cùng lúc đó quân binh thôi không đuổi theo Israel nữa, vì ông Joab đã giữ quân binh lại. Người ta đem Absalom quăng vào một cái hố lớn trong rừng, rồi chất một đống đá rất lớn lên trên. Toàn thể Israel đã chạy trốn, ai nấy về lều mình. Khi còn sống, Absalom đã khởi công dựng cho mình một tấm bia trong thung lũng nhà vua, vì y tự bảo, tôi không có con trai để lưu truyền tên tuổi. Y đã lấy tên mình mà đặt cho tấm bia ấy. Người ta còn gọi là đài Absalom cho đến ngày nay. Ahimaat, con ông Sa-đốc nói, xin cho phép tôi chạy đi báo tin mừng cho đức vua là đức chúa đã phân xử để đức vua thoát khỏi tay các kẻ thù của đức vua. Ông Joab nói với anh, hôm nay anh sẽ không phải là người đem tin mừng. Hôm khác anh sẽ đem tin mừng. Nhưng hôm nay anh sẽ không đem tin mừng, vì lý do là hoàng tử đã chết. Ông Joab bảo một người cút, đi báo cho đức vua điều anh đã thấy. Người cút sụp xuống lại ông Joab rồi chạy đi. Một lần nữa, Ahimaat con ông Sa-đốc lại nói với ông Joab, ra sao thì ra, xin cho phép tôi cũng chạy theo người cút. Ông Joab nói, chạy làm gì con ơi, đem tin mừng đó chẳng lợi lộc gì cho con đâu. Anh nói, ra sao thì ra, tôi cứ chạy đi. Ông bảo, thì chạy đi. Ahimaat chạy theo con đường vùng sông Jordan và vượt qua người cút. Vua David đang ngồi giữa 2 cửa thành. Người lính canh đi tới sân thượng cửa thành, trên tường thành. Anh ngước mặt lên nhìn thì thấy một người đang chạy một mình. Người lính canh kêu lên và báo tin cho vua. Vua nói, nếu nó chỉ có một mình, tức là nó có tin mừng để báo. Trong khi người này tiếp tục đi đến gần, thì người lính canh thấy một người khác đang chạy. Anh gọi người giữ cửa và nói, kìa, một người nữa đang chạy một mình. Vua nói, cả người ấy cũng báo tin mừng. Người lính canh nói, tôi thấy kiểu chạy của người thứ nhất như kiểu chạy của anh Ahimaat, còn ông Sa-đốc. Vua nói, anh ta là một người tốt.
anh đến để đem tin mừng. Tin tốt đấy. Akhimaat kêu lên và nói với vua: Kính chúc bình an. Rồi anh sấp mặt xuống đất lạy vua và nói: Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa của ngài, đã nộp những kẻ giơ tay chống lại Đức Vua là Chúa Thượng của con. Vua hỏi: Cậu Absalom có được bình an không? Akhimaat trả lời: Con thấy có đông người xôn xao khi ông Joab sai một tôi tớ Đức Vua và tôi tớ ngài đây, nhưng con không biết có chuyện gì. Vua nói: Hãy lui ra một bên và đứng đó. Anh lui ra một bên và đứng chờ. Bấy giờ người Cút đến. Người Cút nói: Xin Đức Vua là Chúa Thượng tôi nghe tin mừng. Hôm nay Đức Chúa đã phân xử để ngài thoát khỏi tay tất cả những kẻ đứng lên chống lại ngài. Đức Vua hỏi người Cút: Cậu Absalom có được bình an không? Người Cút trả lời: Ước chi các kẻ thù của Đức Vua là Chúa Thượng tôi và mọi kẻ đứng lên chống lại ngài để làm hại ngài đều phải chung một số phận như cậu ấy. Samuel quyển 2 chương 19. Vua David run rẩy đi lên lầu trên cửa thành và khóc. Vua vừa đi vừa nói: Absalom con ơi, con ơi, Absalom con ơi, phải chi cha chết thay con. Absalom con ơi, con ơi. Người ta báo cho ông Joab: Kìa, Đức Vua đang khóc, đang khóc thương Absalom. Hôm ấy chiến thắng đã trở thành tang tóc cho toàn thể quân binh. Vì hôm ấy quân binh được nghe nói rằng Đức Vua buồn phiền vì mất con. Hôm ấy quân binh lén lút vào thành như một đám quân binh lén lút về, xấu hổ vì đã trốn chạy trong khi giao chiến. Còn vua thì che mặt và lớn tiếng kêu: Absalom con ơi, Absalom con ơi, con ơi. Ông Joab vào gặp vua trong nhà và nói: Hôm nay ngài làm bẽ mặt tất cả bề tôi ngài, là những kẻ hôm nay đã cứu sống ngài, cứu sống các con trai con gái ngài, cứu sống các bà vợ và cứu sống các tỳ thiếp của ngài. Ngài yêu những kẻ ghét ngài và ghét những kẻ yêu ngài. Vâng, hôm nay ngài đã cho thấy rằng tướng với binh chẳng là gì cả đối với ngài. Vì hôm nay tôi biết nếu Absalom còn sống và tất cả chúng tôi có chết hôm nay thì ngài cũng coi là đương nhiên. Giờ đây xin ngài đứng lên và ra ủy lạo bề tôi ngài, vì tôi xin lấy Đức Chúa mà thề, nếu ngài không ra thì sẽ không còn ai ở lại với ngài đêm nay, và đối với ngài đó sẽ là một tai họa lớn hơn mọi tai họa đã xảy đến cho ngài từ lúc ngài còn trẻ cho đến bây giờ. Vua đứng lên và ra ngồi ở cửa thành. Người ta báo cho toàn thể quân binh rằng: Kìa, Đức Vua đang ngồi ở cửa thành. Và toàn thể quân binh đến trước mặt vua. Israel đã chạy trốn, ai nấy về lều mình. Trong tất cả các chi tộc Israel, toàn dân tranh luận với nhau, họ nói: Đức Vua đã giải thoát chúng ta khỏi bàn tay kẻ thù, người đã cứu chúng ta khỏi bàn tay người Philistin, và bây giờ người đã phải trốn khỏi xứ để thoát Absalom. Còn Absalom, người mà chúng ta đã sức dầu tôn lên làm vua chúng ta, thì đã tử trận. Bây giờ, sao anh em còn ngồi yên đó mà không đưa Đức Vua về? Vua David sai người đi nói với các tư tế Sa Đốc và Ép-ra-tha rằng: Các ngươi hãy nói với các kỳ mục Suda rằng, tại sao anh em lại là những người cuối cùng để đưa Đức Vua về nhà người? Trong khi điều mà toàn thể Israel nói đã đến tai Đức Vua tại nhà người: Anh em là những anh em của tôi,
anh em là cốt nhục của tôi. Vậy tại sao anh em lại là những người cuối cùng để đưa đức vua về? Các ngươi hãy nói với Amasa, ngươi chẳng phải là cốt nhục của ta sao? Xin Thiên Chúa phạt ta thế này và còn thêm thế kia nữa. Nếu ngươi không mãi mãi là tướng quân chỉ huy quân đội ta, thay cho Joab. Vua làm cho mọi người Juda, muôn người như một, phải siêu lòng. Và họ sai người đến nói với vua: Xin ngài và toàn thể bề tôi trở về. Vậy vua trở về và tới sông Jordan. Người Juda tới Gilgal để đón vua và đưa vua qua sông Jordan. Simi, con ông Gera, người Benjamin ở Bahurim, vội vàng xuống với người Juda để đón vua David. Cùng với y có 1,000 người Benjamin. Ông Siva đầy tớ nhà Saul, và cùng với ông 15 con trai và 20 đầy tớ ào tới sông Jordan trước vua. Họ đưa bè sang để đón hoàng gia qua và làm điều vua coi là tốt. Simi con ông Gera cúi rạp xuống trước mặt vua khi vua qua sông Jordan. Y thưa với vua: Xin Chúa thượng đừng hạch tội tôi. Xin đừng nhớ đến tội tôi tớ ngài đã phạm ngày đức vua là Chúa thượng tôi ra khỏi Jerusalem. Xin đức vua đừng để tâm đến. Quả thật, tôi tớ ngài biết rằng mình đã phạm tội. Nhưng này, hôm nay tôi là người đầu tiên trong toàn thể nhà Giuse đã tới đón đức vua là Chúa thượng tôi. Ông Avishai con bà Seruja lên tiếng nói: Có phải vì thế mà Simi, kẻ đã nguyền rủa đấng đức Chúa đã sức dầu tấn phong, không bị xử tử sao? Vua David nói: Chuyện của ta can gì đến các ngươi? Hỡi các con bà Seruja, khiến hôm nay các ngươi trở nên người chống đối ta. Hôm nay mà lại có người trong Israel bị xử tử sao? Ta chẳng biết rằng hôm nay ta là vua Israel sao? Vua nói với Simi: Ngươi sẽ không phải chết. Và vua đã thề với y. Ông Mephibosheth, con cháu vua Saul, xuống đón vua. Ông đã không cắt móng chân, không xén râu ria, không giặt áo, từ ngày vua đi cho đến ngày vua về bình an. Vậy khi ông tới Jerusalem để đón vua, thì vua hỏi ông: Tại sao ngươi đã không đi với ta, Mephibosheth? Ông trả lời: Thưa đức vua là chúa thượng tôi, người đầy tớ của tôi đã đánh lừa tôi. Thật vậy, tôi tới ngài đã tự bảo: Ta sẽ thắng cho mình con lừa cái, ta sẽ cưỡi lừa và đi với đức vua. Vì tôi tới ngài bị què, nó đã vu khống tôi tới ngài trước mặt đức vua là chúa thượng tôi. Nhưng đức vua là chúa thượng tôi, khác nào sứ giả Thiên Chúa. Xin ngài cứ làm điều ngài coi là tốt. Thật vậy, đối với đức vua là chúa thượng tôi, tất cả nhà cha tôi chỉ toàn những người đáng chết. Thế mà đức vua lại đặt tôi tới ngài vào số những kẻ ăn tại bàn của ngài. Tôi còn quyền gì nữa? Tôi còn có thể kêu xin đức vua gì nữa? Vua bảo ông: Ngươi còn nói những chuyện ấy làm gì nữa? Ta bảo, ngươi và Siva, các ngươi hãy chia đất với nhau. Ông Mephibosheth nói với vua: Nó cứ lấy cả đi. Vì nay đức vua là chúa thượng tôi đã trở về nhà bình an. Ông Barzillai người Galaad đã từ Rốc-lim xuống. Ông đã qua sông Jordan với vua để tiễn vua gần sông Jordan. Ông Barzillai bấy giờ đã già lắm. Ông được 80 tuổi. Chính ông đã cấp dưỡng cho vua khi vua ở Mahanajim, vì ông là người rất giàu. Vua nói với ông Barzillai: Ông hãy đi tiếp với ta. Ta sẽ đưa ông về ở với ta tại Jerusalem và sẽ cấp dưỡng cho ông. Ông Barzillai trả lời vua:
tôi còn sống được bao nhiêu năm nữa để lên Jerusalem cùng với Đức Vua. Hôm nay, tôi đã 80 tuổi rồi. Tôi còn phân biệt được tốt xấu nữa không? Tôi tới ngài, còn thưởng thức được của ăn thức uống nữa không? Tôi còn nghe được giọng hát của các nam ca sĩ với nữ ca sĩ nữa không? Tôi tới ngài còn trở nên gánh nặng cho Đức Vua là Chúa Thượng tôi làm gì nữa? Tôi tới ngài sẽ chỉ đi với Đức Vua mấy bước qua sông Jordan. Đức Vua ban cho tôi phần thưởng đó làm gì? Xin cho phép tôi tới ngài trở về để được chết trong thành của tôi, bên phần mộ cha mẹ tôi. Đây có tôi tới ngài là Kim Ham. Xin cho nó đi tiếp với Đức Vua là Chúa Thượng tôi. Ngài cứ làm cho nó điều ngài coi là tốt. Vua nói, Kim Ham sẽ đi tiếp với ta. Ta sẽ làm cho nó điều ông coi là tốt. Và tất cả những gì ông muốn xin ta, ta sẽ làm cho ông. Toàn dân qua sông Jordan và vua cũng qua. Vua hôn ông bác Di-lai và chúc phúc cho ông. Rồi ông trở về nhà. Vua đi tiếp tới Gilgal và Kim Ham đi tiếp với vua. Toàn dân Juda cũng như một nửa dân Israel đã đưa vua đi qua. Mọi người Israel đến gặp vua và nói với vua, tại sao anh em chúng tôi, những người Juda, đã bắt cóc và đưa Đức Vua cùng với hoàng gia và mọi người phò David qua sông Jordan? Mọi người Juda trả lời người Israel, vì Đức Vua là bà con gần với tôi. Sao anh lại tức giận vì điều ấy? Chúng tôi đâu có ăn bám Đức Vua hoặc được người mang đến cho cái gì? Người Israel trả lời người Juda rằng, tôi có quyền trên Đức Vua gấp 10 lần, ngay cả trên vua David tôi cũng có quyền hơn anh. Sao anh lại khinh tôi? Tôi chẳng phải là người đầu tiên nói đến chuyện đưa Đức Vua của tôi về sao? Nhưng lời lẽ của người Juda thì cứng cỏi hơn lời lẽ của người Israel. Samuel quyển 2, chương 20. Tình cờ ở đó có một đứa vô lại tên là Sheva, con của Bichri, người Benjamin. Y thổi tù và nói, chúng ta không chung phần với David, chúng ta chẳng chung gia tài với con của Jesse. Hỡi Israel, ai đây về lều mình? Mọi người Israel bỏ vua David mà lên theo Sheva, con của Bichri. Nhưng người Juda thì theo sát vua của họ, từ sông Jordan tới Jerusalem. Vua David về nhà tại Jerusalem. Vua bắt 10 người tỳ thiếp mà vua đã để lại giữ nhà, và cho họ vào một nhà có người canh giữ. Vua cấp dưỡng cho họ, nhưng không đi lại với họ. Họ bị giam cho tới ngày chết, quá bụa khi chồng vẫn sống. Vua bảo ông Amasa, trong vòng 3 ngày, ngươi hãy triệu tập các người Juda lại cho ta, rồi ngươi hãy có mặt ở đây. Ông Amasa đi triệu tập Juda, nhưng ông đã chậm trễ quá hạn vua ấn định. Vua David nói với ông Avishai, bây giờ Sheva con của Bichri sẽ làm hại chúng ta hơn Absalom. Phần ngươi, hãy đem các bề tôi của chúa thượng ngươi mà đuổi theo nó, kẻo nó tìm được những thành kiên cố và thoát khỏi tầm mắt chúng ta. Theo ông ra trận có người của ông Joab, quân Kereti, quân Peleti và toàn thể các dũng sĩ. Họ từ Jerusalem đi ra để đuổi theo Sheva, con của Bichri. Khi họ ở gần tảng đá lớn tại Gibeon, thì ông Amasa đến trước mặt họ. Ông Joab mặc quân phục, trên có một thắt lưng với một thanh gươm.
để trong bao đeo ngang lưng. Khi ông bước ra thì gươm rơi xuống. Ông Joab nói với ông Amasa: "Thưa anh có được bình an không?" Rồi ông Joab đưa tay phải cầm lấy râu ông Amasa mà hôn. Ông Amasa không để ý đến thanh gươm ở trong tay ông Joab. Ông này dùng gươm đâm vào bụng ông Amasa, khiến ruột gan lòi ra rơi xuống đất. Ông không cần đâm nhát thứ hai mà ông Amasa cũng chết. Rồi ông Joab và anh ông là Avishai đuổi theo Sheva, con của Bichri. Một người trong các đầy tớ ông Joab đứng bên ông Amasa và nói: "Ai thích ông Joab? Ai phò vua David? Hãy theo ông Joab." Ông Amasa nằm giữa đường cái, mình bê bết máu, và người kia thấy dân ai cũng đứng lại. Anh lôi ông Amasa từ đường cái xuống cánh đồng và phủ một cái áo lên trên, vì anh thấy ai đến bên ông cũng đứng lại. Khi anh đã đem ông ra khỏi đường cái thì ai nấy đều đi qua luôn theo ông Joab để đuổi bắt Sheva, con của Bichri. Y đi qua tất cả các chi tộc Israel cho đến Aven Bet Maacha. Mọi người Berim tụ tập lại và cũng theo y vào thành. Người ta đến vây hãm y trong thành Aven Bet Maacha. Họ đắp lũy đánh thành, lũy đó dựa vào tường ngoài. Tất cả quân binh theo ông Joab đang tìm cách phá sập tường thành thì một người đàn bà khôn lanh từ trong thành gọi ra: Nghe đây, xin nói với ông Joab, mời ông đến gần đây, tôi muốn nói với ông." Ông Joab đến gần chỗ bà. Người đàn bà hỏi: "Có phải ông là ông Joab không?" Ông đáp: "Tôi đây." Bà nói với ông: "Xin nghe những lời của nữ tỳ ông." Ông nói: "Tôi nghe đây." Bà nói rằng: "Người xưa quen nói, cứ đến Aven mà thỉnh ý, và như vậy là xong việc. Chúng tôi thuộc số những người hiền hòa và trung tín nhất tại Israel. Còn ông lại tìm cách giết hại một thành mẹ tại Israel. Sao ông muốn tiêu diệt cơ nghiệp của Đức Chúa?" Ông Joab trả lời rằng: Không đời nào tôi muốn tiêu diệt hay phá hủy. Không phải vậy đâu. Nhưng một người từ miền núi Ephraim, tên là Sheva, con của Bichri, đã giơ tay chống lại vua David. Các người hãy nộp nó, một mình nó thôi, thì tôi sẽ rút đi không vây thành nữa." Người đàn bà nói với ông Joab: "Đây, đầu nó sẽ được ném qua tường thành xuống cho ông." Với sự khôn ngoan của mình, người đàn bà đến gặp toàn dân. Người ta chặt đầu Sheva, con của Bichri, và ném xuống cho ông Joab. Ông cho thổi tù và, rồi họ bỏ thành mà phân tán đi, ai nấy về lều mình. Còn ông Joab thì về Jerusalem với vua. Ông Joab chỉ huy toàn thể quân đội Israel. Ông Benaja, con ông Jehojada, chỉ huy quân Kerethi và quân Pelethi. Ông Adoram phụ trách việc lao dịch. Ông Jehoshaphat, con ông Achilut, làm quốc vụ khanh. Ông Sheva làm ký lục. Ông Sadoc và ông Ephrata làm tư tế. Cả ông Ira, người Ra-ia, cũng là tư tế của vua David. Samuel quyển 2, chương 21. Vào thời vua David, xảy ra một nạn đói kéo dài 3 năm. Vua tìm kiếm thánh nhan Đức Chúa, và Đức Chúa phán: "Tại Saul và nhà của nó có nợ máu, vì nó đã xử tử người thành Gibeon." Vua triệu tập người Gibeon đến và nói với họ: "Người Gibeon không phải là con cái Israel, nhưng thuộc số người Emori còn sót lại. Con cái Israel đã có lời thề với họ, nhưng vua Saul
vì lòng nhiệt thành với con cái Israel và Juda, đã tìm cách đánh giết họ. Vua David nói với người Gibeon: "Ta phải làm gì cho các ngươi, và phải lấy gì làm lễ xá tội, để các ngươi chúc phúc cho cơ nghiệp của Đức Chúa?" Người Gibeon nói với vua David: "Giữa chúng tôi với vua Saul và nhà của vua ấy, không có chuyện bạc vàng, cũng chẳng có chuyện chúng tôi muốn giết chết ai trong Israel." Vua nói: "Các ngươi nói gì? Ta sẽ làm như vậy cho các ngươi." Họ thưa với vua: "Con người đã tận diệt chúng tôi và định hủy diệt chúng tôi để chúng tôi không còn tồn tại trên lãnh thổ Israel. Thì xin người ta nộp cho chúng tôi 7 người trong số con cháu của người ấy, và chúng tôi sẽ treo chúng trước mặt Đức Chúa tại Gib-a, thành của vua Sa-un, là người Đức Chúa tuyển chọn." Vua nói: "Ta sẽ nộp." Vua tha chết cho ông Mephiboset, con ông Jonathan, là con vua Sa-un, vì giữa hai người, nghĩa là giữa vua David và ông Jonathan con vua Sa-un, có lời thề trước mặt Đức Chúa. Vua bắt Armoni và Mephiboset là 2 người con trai mà bà Ritpa, con gái ông Aija, đã sinh cho vua Sa-un, và bắt 5 người con trai của bà Mi-khan, con gái vua Sa-un, đã sinh cho ông Adriên, con ông Bác-di-lai, người Mơ-khô-la. Vua nộp chúng vào tay người Gíp-ôn, và họ treo chúng trên núi trước nhan Đức Chúa. Chúng đã mất mạng, cả 7 người một trật. Chúng đã bị xử tử vào những ngày đầu mùa gặt, khi người ta khởi sự gặt lúa mạch. Bà Ritpa, con gái ông Aija, lấy tấm vải thô và trải ra trên tảng đá, từ đầu mùa gặt cho đến khi mưa từ trời trút xuống trên chúng. Bà không để cho chim trời đậu xuống trên chúng ban ngày, hay dã thú đụng tới chúng ban đêm. Người ta báo cho vua David biết hành động của bà Ritpa, con gái ông Aija, tỳ thiếp của vua Sa-un. Vua David đến lấy hài cốt vua Sa-un và hài cốt ông Jonathan con vua ấy từ tay các thân hào thành Javed, miền Gala-át. Các người này đã lấy trộm xác 2 cha con vua từ quảng trường Bết-san, nơi người Philistine đã treo 2 cha con vào ngày người Philistine hạ vua Sa-un ở Gilboa. Vua đưa hài cốt vua Sa-un và hài cốt ông Jonathan con vua ấy từ đó lên. Người ta cũng thu hài cốt của những người đã bị treo và mai táng cùng với hài cốt của vua Sa-un và của ông Jonathan con vua ấy ở đất Benjamin tại Sela, trong phần mộ ông Kít, cha của vua ấy. Người ta đã làm mọi điều vua truyền. Sau đó Thiên Chúa đã thương đến xứ sở, lại có giao tranh giữa người Philistine và Israel. Vua David cùng với bề tôi xuống chiến đấu với người Philistine. Vua David đã mệt mỏi. Có tên Jitbi-benob, một người con cháu Rapha. Cây giáo đồng của nó cân nặng 3 ký. Nó trang bị toàn đồ mới và nói tới chuyện hạ vua David. Nhưng ông Avishai con bà Seruja đã đến giúp vua. Ông đâm tên Philistine và giết nó. Bấy giờ người của vua David thề mà nói với vua: "Ngài sẽ không ra trận với chúng tôi nữa, kẻo Ngài dập tắt ngọn đèn của Israel." Sau đó lại có giao tranh ở Gốp với người Philistine. Bấy giờ ông Sibbechai người Khu-sa hạ tên Sáp con cháu Rapha, lại có giao tranh ở Gốp với người Philistine. Ông En-khanan con ông Jare-ogim người Bê-lem hạ tên Goliath người Gát, cán giáo của nó như trục khung cửi thợ dệt, lại có giao tranh ở Gát. Có một người cao lớn, tay chân đều có 6 ngón, vị chi 24 ngón. Nó cũng là con cháu Rapha.
nó thách Israel và ông Jehonathan, con ông Sim-a, là anh vua David, đã hạ nó. Bốn tên ấy là con cháu Rapha ở Gát, và chúng đã ngã gục do tay vua David và do tay bề tôi của vua. Samuel quyển 2, chương 22. Vua David dâng lên Đức Chúa những lời của bài ca này: vào ngày Đức Chúa đã giải thoát vua khỏi bàn tay mọi kẻ thù của vua và khỏi bàn tay vua Sa-un, vua nói: lạy Đức Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con. Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ, là chốn con nương mình, là đấng cứu độ con, Ngài cứu con khỏi quân tàn bạo. Tôi kêu cầu Đức Chúa, là đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù. Sống tử thần dồn dập chung quanh, thác diệt vong làm tôi kinh hãi, màn lưới âm ti bủa dây tứ phía, bảy tử thần ập xuống trên tôi. Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Đức Chúa, kêu cầu Người là Thiên Chúa của tôi. Từ thánh điện Người nghe tiếng tôi cầu cứu, lời tôi khẩn nguyện vọng đến tai Người. Trái đất bỗng ầm ầm rung chuyển, nền móng các tầng trời chấn động lung lay, vì Chúa nổi lôi đình. Từ thánh nhan Người khói bốc lửa thiêu, và than hồng tung tóe. Chúa nghiêng trời ngự xuống, chân đạp lớp mây mù, ngự trên Kê-ru-bim, Người bay và xuất hiện trên cánh gió. Chúa dùng bóng tối chung quanh, dùng khói nước tụ và mây đen nghịch để làm trướng che Người. Từ chớp lóe đi trước mặt Chúa, than hồng cháy bừng lên. Đức Chúa nổi sấm từ trời, đấng tối cao lớn tiếng. Người bắn tên, khiến địch thù tan loạn, phóng chớp ra làm chúng phải tan tành. Lòng đại dương xuất hiện, thêm lục địa phơi trần, khi thấy Đức Chúa dọa nạt ngâm đe và bừng bừng nổi giận. Từ chốn cao dời, Chúa đưa tay nắm lấy, vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông, cứu tôi thoát đối phương tàn bạo và kẻ thù mạnh thế hơn tôi. Chúng tấn công tôi, ngày tôi lâm nạn, nhưng Đức Chúa thương bên đỡ phù trì, Người kéo tôi ra chỗ thảnh thơi. Vì yêu thương tôi nên Người giải thoát. Đức Chúa xử tốt với tôi, bởi tôi sống ngay lành. Người ban thưởng cho tôi vì tay tôi trong sạch. Chính bởi tôi đã theo đường lối Đức Chúa, không lỗi đạo cùng Thiên Chúa tôi thờ. Mọi quyết định của Người luôn ở trước mặt tôi, thánh chỉ Người truyền tôi không lìa bỏ. Trước mặt Chúa tôi là kẻ thập toàn và tránh xa tội lỗi. Đức Chúa thưởng cho tôi bởi tôi sống ngay lành, và vì tôi trong sạch như mắt Người đã thấy. Lạy Chúa, Ngài tính trung với kẻ tính trung, xử tuyệt hảo với người tuyệt hảo. Ngài ở liêm khiết cùng người liêm khiết, nhưng dùng vô mẹo với kẻ gian ngoan. Vì
Chúa cứu độ dân nghèo hèn, quắt mắt nhìn xuống kẻ tự cao. Dân, Ngài là ngọn đèn của con. Lạy Đức Chúa, Đức Chúa soi chiếu vào đời con tâm tối mịt mù. Cậy sức Ngài, con tấn công bọn giặc. Nhờ ơn Ngài là Thiên Chúa của con vượt thành vượt lũy. Đường lối Thiên Chúa quá là toàn thiện. Lời Đức Chúa hứa được chứng nghiệm tỏ tường. Chính Người là khiên che thuận đỡ cho những ai ẩn náu bên Người. Ngoài Đức Chúa, hỏi ai là Thiên Chúa? Ai là núi đá độ trì ngoài Thiên Chúa của ta? Chính Thiên Chúa là nơi trú ẩn vững chắc của tôi, mở ra cho tôi đường lối thiện toàn. Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân đai. Người đặt tôi đứng vững trên đỉnh núi, tập cho tôi thạo phép binh đao, luyện đôi tay rành nghề cung nỏ. Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ, làm khiên mộc chở che con, săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh. Đường con đi, Chúa mở rộng thênh thang, chân con bước không bao giờ lảo đảo. Con đuổi theo, hủy diệt quân thù, chỉ trở về khi chúng bị dẹp tan. Con dẹp tan chúng, đánh cho quỵ không sao vậy nữa. Chúng ngã gục nằm dưới chân con. Chúa làm cho con nên hùng dũng để xông ra chiến trường. Ngài cho con đè bẹp đối phương. Ngài bắt cừu địch con quay lưng chạy trốn. Con tiêu diệt những kẻ oán thù con. Chúng kêu cứu mà không ai cứu chữa, kêu lên Đức Chúa nhưng Chúa chẳng đáp lời. Con nghiền tan chúng như bụi đất, dẫm nát, chà đạp chúng như bùn ở ngoài đường. Dân của con phản loạn, Ngài cứu con thoát khỏi, vẫn giữ con làm đầu các nước. Dân xa lạ phải thần phục con. Người nước ngoài cầu thân nịnh bợ, vừa nghe con ra lệnh, chúng đã tuân hành. Người nước ngoài tiêu tan nhuệ khí, từ trong đồn lũy run rẩy kéo nhau ra. Đức Chúa vạn vạn tuế, chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn. Tôn vinh Thiên Chúa là núi đá độ trì tôi, là Thượng Đế giúp tôi rửa sạch hận thù, đặt chư dân ở dưới quyền tôi. Lạy Chúa, Ngài gỡ con ra khỏi tay thù địch, cho thắng cả đối phương, cứu khỏi người tàn bạo. Vì thế giữa muôn dân, con cảm tạ Ngài. Lạy Đức Chúa, dân điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa. Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao cho đức vua chính Người đã lập. Chúa hằng ưu ái đấng Người đã sức giàu tấn phong, là David cùng dòng dõi đến muôn đời. Samuel quyển 2, chương 23. Đây là những lời cuối cùng của vua David. Sấm ngôn của vua David, con ông Jesse. Sấm ngôn của người được đặt lên cao,
của người được Thiên Chúa nhà Gia-cốp sức dầu tấn phong, của người ca sĩ được Israel ái mộ. Thần khí Đức Chúa dùng tôi mà phán, lời người ở trên lưỡi tôi. Thiên Chúa của Israel đã nói, núi đá của Israel đã phán cùng tôi, ai cai trị con người với đức công minh, ai cai trị với lòng kính sợ Thiên Chúa, thì khác nào ánh ban mai lúc mặt trời mọc, một buổi sáng không mây, ánh sáng chói lòa sau cơn mưa, làm cỏ xanh mọc lên từ lòng đất. Nhà David bên Thiên Chúa chẳng như thế sao? Vì người đã lập với tôi một giao ước vĩnh cửu, được sắp đặt chi ly và được duy trì. Mọi chiến thắng của tôi và mọi ước vọng, người chẳng làm cho nảy mầm đó sao? Nhưng phường vô lại đều như gai bị dứt bỏ, người ta chẳng bắt chúng bằng tay. Người nào đụng đến chúng phải mang sắt và cán giáo nơi mình, chúng sẽ bị quăng vào lửa mà thiêu rụi tại chỗ. Đây là tên các dũng sĩ của vua David. Ông Ít-bô-sét, một người Tắc-cơ-môn đứng đầu bộ ba, chính ông đã vung giáo đâm chết 800 người cùng một lúc. Kế đến là ông E-la-za, con ông Đô-đô, con một người A-khô-ác. Ông ở trong số 3 dũng sĩ đi theo vua David khi họ thách người Phi-li-tinh, lúc chúng tập trung tại đó để giao chiến. Người Israel đã rút đi, nhưng ông đứng vững và chém giết người Phi-li-tinh cho đến khi bàn tay ông mệt mỏi dính chặt vào gươm. Và ngày đó Đức Chúa đã thắng lớn. Quân binh trở lại phía sau ông, nhưng chỉ là để lột các xác chết. Sau ông là ông Samma, con ông Age người Hara. Người Phi-li-tinh đã tập trung thành một đạo quân. Ở đó có một thửa đất trồng toàn đậu nâu. Quân binh đã chạy trốn người Phi-li-tinh, nhưng ông đứng giữa thửa đất, đuổi người Phi-li-tinh ra khỏi đó và đánh bại chúng. Đức Chúa đã thắng lớn. 3 người trong nhóm 30 làm thành một tốp đi xuống và đến gặp vua David ở hang Adulam vào mùa gặt. Một đạo quân Phi-li-tinh đóng trại ở thung lũng người Rapha. Vua David bấy giờ đang ở nơi ẩn náu, còn người Phi-li-tinh bấy giờ đóng đồn ở Bê-lem. Vua David ước ao và nói, phải chi có ai cho ta uống nước lấy ở giếng tại cổng thành Bê-lem? 3 dũng sĩ đã đột nhập trại Phi-li-tinh, lấy nước ở giếng tại cổng thành Bê-lem đưa về cho vua David. Nhưng vua không muốn uống, mà đổ nước ấy làm lễ rưới dâng Đức Chúa. Vua nói, xin Đức Chúa đừng để ta làm điều ấy. Đó là máu của những người đã liều mạng đi lấy. Vậy vua không muốn uống nước. Đó là việc 3 dũng sĩ đã làm. Ông Avishai em ông Joab, con bà Seruja, là người chỉ huy nhóm 30. Chính ông đã vung giáo đâm chết 300 người và được nổi danh trong nhóm 30. Ông được vinh dự nhất trong nhóm 30, nên ông được đứng đầu, nhưng không được vào bộ 3. Ông Benajahu, con ông Jehojada, con một người dũng cảm, nhiều thành tích, xuất thân từ Cáp Sơ-ên. Chính ông đã hạ sát 2 anh hùng Mô-áp. Chính ông đã xuống đập chết con sư tử ở trong giếng vào một ngày có tuyết. Chính ông đã hạ một tên Ai Cập tướng mạo khác thường. Tên Ai Cập cầm giáo trong tay, ông xuống đánh nó với một cây gậy, cướp giáo khỏi tay tên Ai Cập và lấy giáo của nó mà giết nó. Đó là những việc ông Benajahu, con ông Jehojada đã làm, và ông được nổi danh trong nhóm 30 dũng sĩ. Ông được vinh dự nhất trong nhóm 30, nhưng không được vào bộ 3.
vua David đặt ông vào số cận vệ của vua. Asahel, em của Joab, ở trong nhóm 30. Enhanan, con của Dodo người Bethlehem. Samma người Kharos. Elika người Kharos. Khelet người Panpi. Ira con của Ikket người Tekoa. Avieze người Anathoth. Mervunai người Khusa. Sanmon người Akhokhi. Marai người Netopha. Khelep con của Baana người Netopha. Ittai con của Rivai quê ở Gibea thuộc con cái Benjamin. Benajahu người Pier Athon. Hiddai quê ở khe núi Gaat. Avi Anvon người Arava. Atmavet người Bác Khum. Enjakba người Sa Anvon. Các con của Jasen. Jehonathan. Samma người Hara. Achiam con của Sara người Arari. Eliphelet con của Achatbai người Maacha. Eliam con của Achitophen người Gilo. Khetrai người Carmen. Paarai người Arab. Rikan con của Nathan quê Sova. Bani người Gad. Seleb người Ammon. Nakrai người Bererot. Người hầu cận của Joab là con bà Seruja. Ira người Jitri. Gareb người Jitri. Urija người Khét. Tất cả là 37. Samuel quyển 2 chương 24. Đức Chúa lại nổi giận với Israel và người xúi dục vua David gây họa cho họ. Người phán: Hãy đi đếm dân Israel và người Juda. Vua bảo ông Joab, tướng chỉ huy quân lực đang ở với vua: Hãy rảo khắp các chi tộc Israel từ Dan tới Beersheba và điều tra nhân khẩu để ta biết dân số. Ông Joab thưa với vua: Ước chi Đức Chúa, Thiên Chúa của Ngài, làm cho dân tăng lên gấp trăm lần con số hiện nay. Và ước chi chính mắt của Đức Vua là Chúa Thượng tôi được thấy. Nhưng tại sao Đức Vua là Chúa Thượng tôi lại muốn điều ấy? Tuy nhiên lời vua buộc ông Joab và các tướng chỉ huy quân lực. Ông Joab và các tướng chỉ huy quân lực đang ở trước mặt vua đã ra đi điều tra dân số Israel. Họ đi qua sông Jordan và đóng trại ở Aroe, ở phía nam của thành, nằm giữa thung lũng Gát, rồi đi về phía Ra-ze. Họ đến miền Gala-át và vùng đất thấp ở Khát-si, rồi đến Dan-ra-an và vòng về Sidon. Họ đến Tia, một thành lũy kiên cố, và mọi thành của người Khi-vi và của người Ca-na-an. Rồi họ ra vùng Ne-ghép của Juda tại Be-e-sheva. Họ đã rảo qua khắp xứ, và sau 9 tháng 20 ngày, họ về Jerusalem. Ông Joab nộp cho vua con số của cuộc điều tra dân số. Israel có 800.000 chiến binh biết tuốt gươm, và Judah có 500.000. Vua David áy náy trong lòng sau khi đã kiểm tra dân số như vậy. Vua David thưa cùng Đức Chúa: Con đã phạm tội nặng khi làm như thế. Giờ đây, lạy Đức Chúa, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ Ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn. Sáng hôm sau, khi vua David dậy, đã có lời Đức Chúa phán với ngôn sứ Gát, thầy chiêm của vua David rằng: Hãy đi nói với David, Đức Chúa phán thế này: Ta đưa ra cho ngươi ba điều, ngươi hãy chọn lấy một trong ba, và ta sẽ thực hiện cho ngươi. Vậy ông Gát đến gặp vua David, báo cho vua và nói: Ngài muốn điều gì xảy ra? Hoặc 7 năm đói trong toàn nước Ngài, hoặc
3 tháng chạy trốn trước mặt kẻ thù đuổi theo ngài, hoặc 3 ngày ôn dịch. Bây giờ xin ngài suy nghĩ xem tôi phải trả lời thế nào cho đấng đã sai tôi. Vua David nói với ông Gát: Tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo, thà chúng ta sa vào tay Đức Chúa còn hơn, vì lòng thương của người bao la. Nhưng ước chi tôi đừng sa vào tay người phàm. Đức Chúa giáng ôn dịch xuống Israel từ sáng hôm đó cho đến lúc đã định. Và từ Dan tới Be'er-sheva có 70.000 người trong dân đã chết. Thiên sứ đưa tay về phía Jerusalem để tàn phá thành, nhưng Đức Chúa hối tiếc vì tai họa đó, và người bảo thiên sứ có nhiệm vụ tiêu diệt dân. Đủ rồi, bây giờ rút tay lại. Thiên sứ của Đức Chúa đang ở gần sân lúa của ông Arauna, người Rơ-vút. Vua David thưa với Đức Chúa, khi thấy thiên sứ có nhiệm vụ đánh phạt dân, ông nói: Ngài coi, chính con đã phạm tội, chính con có lỗi, nhưng đàn chiên đó đã làm gì? Xin tai ngài cứ đè trên con và nhà cha con. Ngày hôm đó, ông Gát đến gặp vua David và nói với vua: Xin ngài lên dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa tại sân lúa của ông Arauna, người Rơ-vút. Vua David đi lên theo lời ông Gát, như Đức Chúa đã truyền. Ông Arauna nhìn xuống, thấy vua và bề tôi đang đi qua phía mình. Ông Arauna liền đi ra và sấp mặt xuống đất lạy vua. Ông Arauna nói: Chẳng hay Đức Vua là Chúa Thượng tôi, đến gặp tôi tớ người có mục đích gì? Vua David nói: Đến mua sân lúa của ngươi và xây một bàn thờ để kính Đức Chúa, hầu chấm dứt tai ương đang làm hại dân. Ông Arauna thưa với vua David: Xin Đức Vua là Chúa Thượng tôi, cứ lấy sân lúa và dâng lên cái gì ngài coi là tốt. Ngài xem, đây có bò làm lễ toàn thiêu, có bàn đạp lúa và ách bò làm củi. Thưa Đức Vua, tất cả những cái đó Arauna xin dâng Đức Vua. Ông Arauna thưa với vua: Xin Đức Chúa, Thiên Chúa của ngài, khứng nhận cho ngài. Nhưng vua nói với ông Arauna: Không, ta muốn mua của ngươi giá cả sòng phẳng, và ta không muốn dâng lên Đức Chúa, Thiên Chúa của ta, những lễ toàn thiêu mà ta không mất tiền mua. Vua David đã trả 15 lượng bạc để mua sân lúa và bò. Vua David xây một bàn thờ ở đó để kính Đức Chúa và dâng những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an. Đức Chúa đã thương đến xứ sở và tai ương đã chấm dứt, không làm hại Israel nữa.